Họ biết rằng việc định ra giá bán bao nhiêu bên cạnh việc tính toán chủ quan của doanh nghiệp còn phụ thuộc được vào rất nhiều yếu tố bên ngoài. Ví dụ như là đối thủ cạnh tranh, tình hình thị trường. Mặc dù mình biết là bán cái giá đó có thể là phù hợp với nhu cầu của mình, nhưng mà thời thế có thể thay đổi. Vì xây dựng giá bán như thế nào là vấn đề chúng ta thấy là luôn được quan tâm bởi những nhà quản lý. Và việc có được một cái giá bán tốt nhất là tất cả các doanh nghiệp đều quan tâm. Vậy thì mục tiêu của chúng ta trong như này là tìm hiểu xem các cái kiến thức để chúng ta xây dựng giá bán trong doanh nghiệp và những yếu tố nào tác động đến giá bán, những cái kiến thức ảnh hưởng đến cái giá bán và ảnh hưởng xây dựng giá bán như thế nào. Vậy thì mục tiêu của chúng ta là tìm hiểu các cái phương thức cũng như là cái cách để xây dựng giá bán trong doanh nghiệp. Thì chúng ta sẽ xem những nội dung cơ bản của chương này. Như trong chương này chúng ta có ba nội dung các chị. Nội dung thứ nhất chúng ta nói qua đến các chiến lược định giá bán sản phẩm của doanh nghiệp. Hiện nay người ta sẽ định giá bán theo những chiến lược nào? Ở đây chúng ta được giới thiệu có ba chiến lược định giá các chị. Thứ nhất, định giá dựa trên cơ sở giá trị của sản phẩm. Thứ hai, định giá dựa trên cơ sở giá trị kinh tế của sản phẩm. Nghe có vẻ cũng khá là tiêu tượng không ạ? Và thứ ba, định giá dựa trên cơ sở chi phí. Như vậy ba cái chiến lược định giá là ba cái chiến lược rất là phổ biến hiện nay. Tuy nhiên trong ba chiến lược đó chúng ta đều hiểu rằng chiến lược định giá dựa trên chi phí là cơ bản. Cho nên chúng ta sẽ đi sâu vào chiến lược định giá dựa trên chi phí. Khi chúng ta nói rằng định giá bán dựa trên chi phí thì chúng ta có bốn nội dung để tìm hiểu. Thứ nhất, chúng ta định giá bán cho sản phẩm sản xuất hàng loạt. Thứ hai, định giá bán cho sản phẩm dịch vụ. Thứ ba, định giá bán cho các trường hợp đặc biệt. Và thứ tư, chi phí cơ hội ảnh hưởng đến giá bán. Đó là bốn nội dung của chúng ta khi chúng ta nói đến định giá dựa trên cơ sở chi phí. Và đây chính là bốn nội dung chính của chương mà chúng ta phải bám vào. Bên cạnh đó, việc định giá theo chi phí mục tiêu cũng là một vấn đề luôn được quan tâm bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay. Vậy đây là ba nội dung chính của chúng ta. Vậy đầu tiên giới thiệu qua các chiến lược và định giá. Tuần trước là những cái lý thuyết về kinh tế học thì chúng ta về chúng ta đọc thêm cũng được, bởi những cái này nó không có ảnh hưởng lớn đến cái việc giải quyết các vấn đề phía sau của chúng ta, mà tuần trước thì cũng không có gì khó khăn cũng như là không có gì mới cho chúng ta hết. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào không phân tích ở tính vĩ mô nữa, mà chúng ta xem xét ở góc độ vĩ mô, tức là chúng ta nói ở tầm doanh nghiệp. Vậy thì các chiến lược định giá như thế nào? Như tôi giới thiệu cho các anh chị, chúng ta có ba chiến lược định giá. Vậy đầu tiên, trước khi đi vào từng chiến lược thì chúng ta sẽ nói đến vai trò của chi phí trong việc xây dựng về giá bán. Vai trò của chi phí trong việc xây dựng giá bán. Thực sự là có ba chiến lược về định giá, nhưng ba chiến lược này cũng dựa trên nền tảng của chi phí thôi các anh chị. Vậy vai trò của chi phí trong việc xây dựng giá bán. Thứ nhất, vai trò của chi phí giúp cho những nhà quản trị có những cái phương hướng rõ ràng khi xây dựng giá bán. Có phương hướng rõ ràng. Với chi phí như vậy thì người ta sẽ biết là giá bán có theo xu hướng nào để người ta yên tâm để người ta xây dựng cái phương hướng đó. Lý do thứ hai, với cái chi phí đã biết thì nó sẽ giúp cho những nhà quản trị sẽ dẫn đến cái gì? Tránh được việc xây dựng thấp, giá quá thấp, đúng không ạ? Và lý do thứ ba, tính giá bán một cách nhanh chóng. Đây là ba lý do để chúng ta thấy rằng dù là chiến lược định giá nào chăng nữa thì vai trò của chi phí cũng được đề ra, và đây là một cái vai trò không thể nào thiếu được, không thể nào từ chối được, không công nhận được cái kết quả của nó, sự đóng góp của nó. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói có phương hướng rõ ràng khi xây dựng về giá bán. Có phương hướng rõ ràng. Chúng ta làm việc gì chúng ta phải có cái định hướng nên như thế này, nên như thế khác. Như vậy có được chi phí người ta sẽ hiểu à mình có một cái định hướng rõ ràng, yên tâm, ai nói gì đó mình có cơ sở. Cái thứ hai, khi có được cái mức chi phí nhất định trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thì nó sẽ làm cho người làm cái kế hoạch về giá tránh việc xây dựng giá quá thấp hoặc là quá cao. Quá thấp thì lỗ, quá cao thì đương nhiên bán không được, nhưng mà từ từ cũng có thể ổn định hơn, nhưng mà giá quá thấp thì có thể bị lỗ. Và thứ ba, có chi phí có giá bán, không ai giấu cả được điều đó hết. Cho nên đây là qua đó chúng ta sẽ hiểu rằng giá bán dù là cái chiến lược nào, chiến lược định giá nào thì chúng ta sẽ thấy là cũng dựa trên nền tảng chi phí rất là quan trọng. Vậy chúng ta sẽ xem qua các chiến lược định giá bán của doanh nghiệp. Thứ nhất, định giá dựa trên giá trị của sản phẩm. Chúng ta xem sách trang 226 các chị. Định giá bán dựa trên giá trị của sản phẩm. Định giá bán
dựa trên giá trị của sản phẩm. Nghĩa là sao các anh chị? Có nghĩa trường tượng phải không ạ? Định giá bán dựa trên cơ sở giá trị của sản phẩm, có nghĩa là người ta dựa trên những khảo sát và nhận về nhận thức của khách hàng. Người ta có những khảo sát về nhận thức của khách hàng về cái giá trị mà người ta có thể nhận được, khách hàng có thể nhận được từ việc sử dụng sản phẩm của mình, để từ đó đưa ra cái giá bán hợp lý. Dựa trên cơ sở khảo sát khách hàng để xem khách hàng có khả năng có được cái giá trị như thế nào khi sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp. Ví dụ như có một cái khảo sát đó là sản phẩm này là sản phẩm chất lượng cao, người ta sẵn sàng trả giá cao hơn 50.000 đồng chẳng hạn, hay là cái sản phẩm này nó sử dụng đa dạng hơn, phong phú hơn, chất lượng thấp hơn một chút, họ có thể thay vì 100.000 thì họ có thể chấp nhận giá 80.000 chẳng hạn, bởi vì nó là phổ biến, nó là cần thiết, cho nên giá giảm chứ người ta cũng chấp nhận. Thì dựa trên cơ sở khảo sát để thấy được nhận thức của khách hàng về giá trị của sản phẩm, để người ta đưa ra cái giá bán hợp lý, đưa ra giá bán hợp lý. Cho nên tôi gọi là chiến lược định giá dựa trên cơ sở giá trị của sản phẩm. Tức là trong sách đối với chúng ta đã có chuyện chiến lược mà trong đó nhận thức của khách hàng về giá trị sản phẩm được xem là nền tảng để định giá bán. Nhận thức của khách hàng về giá trị của sản phẩm là nền tảng để định giá bán. Khách hàng nhận thức về điều đó như thế nào, từ cơ sở đó người ta mới đưa ra giá bán. Nhưng mà nhận thức của khách hàng cũng dựa trên cơ sở nào các chị? Chắc chắn là trên cơ sở chi phí. Và các chị xem văn mua định giá bán, định giá dựa trên giá trị của sản phẩm nào. Đây chúng ta xem chi phí sản phẩm là ở mức thấp nhất và cao nhất, tức là nhận thức của khách hàng. Họ đâu có biết chi phí của mình là bao nhiêu, nhưng họ cho rằng sử dụng sản phẩm này chúng ta được cái gì, cỡ nào, tốt như thế nào, từ đó họ có thể ứng định được cái mức giá mà họ chấp nhận. Thì người ta lấy giá đó làm nền tảng để định giá. Do vậy cho nên giá bán của doanh nghiệp phải dựa trên nền tảng chi phí và nhận thức về giá trị của khách hàng. Từ đó họ mới căn cứ vào vị trí của doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh giữa dân dân để đưa ra giá bán hợp lý. Thì người ta còn rất là định giá dựa trên cơ sở giá trị sản phẩm, tức là qua khảo sát để biết khách hàng chấp nhận sản phẩm mình ở mức giá bao nhiêu. Từ đó họ cộng với lại những cái nghiên cứu khác về thị trường, về đối thủ cạnh tranh mà để đưa ra một cái mức giá hợp lý. Thì đó là định giá dựa trên cơ sở giá trị của sản phẩm, đơn thuần là khảo sát về nhận thức của khách hàng để đưa ra cái giá. Chiến lược thứ hai là định giá dựa trên cơ sở giá trị kinh tế của sản phẩm. Nên là chiến lược thôi các chị, chưa có về phương pháp, tức là có chiến lược nào đó. Thì chiến lược thứ hai là định giá dựa trên cơ sở giá trị kinh tế của sản phẩm. Vậy thì định giá dựa trên cơ sở giá trị kinh tế của sản phẩm nghĩa là sao? Nghĩa là người ta sẽ căn cứ vào kết quả so sánh cái sản phẩm mà công ty đang bán trên thị trường với sản phẩm có chất lượng tương đương, với sản phẩm có chất lượng tương đương, để người ta đưa ra một cái giá bán hợp lý. Ví dụ nếu nâng cao hơn thì giá có thể cộng thêm chút, hoặc hạ thấp xuống thì giá cũng có thể trừ hơn chút. Thì như vậy dựa trên cơ sở đó người ta gọi là định giá dựa trên cơ sở giá trị kinh tế của sản phẩm. Tại sao gọi là giá trị kinh tế của sản phẩm các chị? Bởi vì so sánh giá bán và doanh nghiệp dự kiến đưa ra với giá của một cái sản phẩm có trên thị trường, điều đó giá trên thị trường đã được chấp nhận rồi, cho nên thực sự đó là giá trị kinh tế của sản phẩm. Cho nên chiến lược này người ta gọi là chiến lược định giá dựa trên cơ sở giá trị kinh tế của sản phẩm. Thì các chị coi đầu cái phần đầu là chiến lược định giá dựa trên cơ sở giá trị kinh tế của sản phẩm nè, là chiến lược mà trong đó nhà quản trị sẽ xác định giá trị kinh tế mà sản phẩm của doanh nghiệp có thể mang lại cho khách hàng thông qua việc so sánh giữa sản phẩm và doanh nghiệp cung sẽ cung cấp với sản phẩm tham chiếu. Thông qua việc so sánh giữa sản phẩm và doanh nghiệp sẽ cung cấp cho khách hàng, sẽ đưa ra thị trường với sản phẩm tham chiếu. Đương nhiên sản phẩm tham chiếu là những sản phẩm có tính năng tương đương, có tính năng tương đương. Vậy so sánh đối chiếu giữa sản phẩm mà doanh nghiệp sắp tung ra thị trường với sản phẩm có tính năng tương đương để xem thử khách hàng chấp nhận sản phẩm như thế nào, thì dựa trên cơ sở đó người ta định ra giá. Thì gọi đó là định giá dựa trên cơ sở giá trị kinh tế sản phẩm. Như vậy định giá dựa trên cơ sở giá trị kinh tế của sản phẩm nó rõ ràng hơn, nó không trừ từ khi dựa trên cơ sở giá, mà người ta so sánh cái sản phẩm mà công ty sắp cung cấp ra thị trường với sản phẩm có tính năng tương đương. Như vậy ở sản phẩm có tính năng tương đương người ta chấp nhận 1.000.000 đồng sản phẩm, công ty sắp ra đưa ra sản phẩm cũng tương tự và chất lượng cao hơn, cái gì họ có thể chấp nhận với giá 1.000.000, 1.200.000 chẳng hạn. Thì dựa trên cơ sở đó người ta mới đưa ra giá bán của sản phẩm, người ta đều là
dựa trên gọi là định giá dựa trên giá trị kinh doanh của sản phẩm. Tức là không phải chỉ nền tảng chi phí mà còn phải căn cứ vào đối tượng cạnh tranh để người ta mới đưa ra cái giá đó. Và nền tảng chiến lược thứ ba đó là định giá dựa trên cơ sở chi phí. Định giá dựa trên cơ sở chi phí. Nếu mà tôi nói rằng định giá dựa trên cơ sở giá trị cũng như chiến lược định giá dựa trên cơ sở giá trị kinh tế là tôi nói đến yếu tố có đối tượng cạnh tranh, có đối tượng trong bên ngoài doanh nghiệp, có tác động của môi trường thì hai chiến lược định giá đó sẽ được xem xét. Tuy nhiên, nhà quản trị cho rằng việc định giá bán không thể xuất phát từ bên ngoài mà phải xuất phát từ nội bộ doanh nghiệp, tức là phải dựa trên nền tảng chi phí, dựa trên nền tảng chi phí. Còn những cái phần mà khách hàng nhận thức của mình như thế nào, mình so sánh đối chiếu như thế nào thì còn xa. Vậy thì chiến lược định giá dựa trên cơ sở chi phí vẫn là cái việc định giá cơ bản mà chúng ta phải tìm hiểu này. Xét trong nội bộ doanh nghiệp, chưa nói gì đến các yếu tố bên ngoài hết. Để sản xuất ra sản phẩm để có hiệu quả thì phải dựa trên nền tảng chi phí. Như vậy thì chiến lược định giá dựa trên chi phí là cái chiến lược xuyên suốt cho tất cả doanh nghiệp và là cơ bản nhất. Còn chiến lược định giá dựa trên cơ sở giá trị cũng như giá trị kinh tế là cái phần phụ mà người ta muốn tiếp theo mình. Chứ còn cái nền tảng ban đầu không thể biết được cái định giá dựa trên chi phí. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nhiệm vụ chính của chúng ta là tìm hiểu chiến lược định giá dựa trên chi phí. Và nãy tôi có trình bày cho các chị đó, cái nội dung chương này của chúng ta định giá dựa trên chi phí, chúng ta có bốn nội dung các chị, có bốn nội dung rất là cơ bản mà chúng ta bắt cái nội dung này để chúng ta kinh tế nội dung của học của cái buổi học của mình. Thứ nhất tôi sẽ nói định giá bán cho sản phẩm sản xuất hàng loạt, định giá bán cho sản phẩm sản xuất hàng loạt. Vậy khi định giá bán cho sản phẩm sản xuất hàng loạt chúng ta dựa vào những nội dung nào? Đầu tiên chúng ta sẽ nói nguyên tắc chung khi định giá. Nguyên tắc chung khi định giá đối với sản phẩm sản xuất hàng loạt khi định giá bán, trước nhất chúng ta hiểu như thế nào là sản phẩm sản xuất hàng loạt. Sản phẩm sản xuất hàng loạt được hiểu là sản phẩm sản xuất ra cái gì, khối lượng lớn, số lượng lớn, đồng nhất giống nhau về hình thức nội dung và gì, giá trị, giống nhau về hình thức nội dung cũng như giá trị thì ta gọi đó là sản phẩm sản xuất hàng loạt. Vậy thì với những loại sản phẩm đó nguyên tắc chung với định giá đó là gì? Giá bán phải bù đắp chi phí. Nguyên tắc chung giá bán phải bù đắp chi phí và mang lại lợi nhuận mong muốn. Chi phí đó là gì? Chi phí phát sinh trong gì? Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Mang lại lợi nhuận mong muốn là gì? Để đạt cái độ ý mong muốn. Đó là hai cái nội dung trong nguyên tắc định giá của chúng ta. Giá bán phải bù đắp chi phí, nhớ dùm tôi. Sau đó các chị muốn nói chi phí gì thì nói sao? Giá bán phải bù đắp chi phí và gì các chị? Coi lại hai nội dung trong nguyên tắc xây dựng giá bán. Vậy thì bù đắp chi phí là chi phí gì? Chi phí phát sinh ở đâu? Trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Và nội dung thứ hai trong nguyên tắc định giá là gì? Có lãi. Có lãi để làm gì? Để đạt được cái ROI tối thiểu mong muốn. Có lãi, có lợi nhuận để đạt được cái ROI tối thiểu mong muốn. Đó là nguyên tắc chung của chúng ta xây dựng giá bán. Và khi tôi nói nguyên tắc chung như thế này thì các chị hiểu cái này là cũng làm đâu có mới đâu mà. Ai mua hàng, ai sản xuất bán thì đều biết rằng bán thì phải gì? Bù đắp chi phí. Và phải gì? Có lãi. Đó là điều công việc. Chúng ta chỉ thống nhất là trước khi chúng ta đi vào cụ thể thôi chứ không kịp mới hết. Và khi chúng ta thống nhất nguyên tắc chung với định giá thì chúng ta xem cái định giá bán thì định như thế nào. Dù cho phương pháp nào chăng nữa chúng ta đều phải định giá bán theo các bước giống nhau, cho nên gọi đó là mô hình chung. Giới thiệu mô hình chung chúng ta khi xây dựng giá bán. Như vậy khi xây dựng giá bán theo mô hình chung chúng ta phải tiến hành ba nội dung. Thứ nhất, xác định chi phí lợi. Thứ nhất, chúng ta phải xác định chi phí lợi. Thứ hai, chúng ta xác định số tiền cần thành. Tại sao phải đi qua từng bước các chị? Bước thứ nhất, xác định chi phí lợi. Bước thứ hai, xác định số tiền cần thành. Và bước thứ ba, chúng ta cộng hai cái này, chúng ta ra giá bán. Như vậy khi xây dựng giá bán theo phương pháp nào chăng nữa, chúng ta vẫn tuân theo thủ ba bước theo mô hình này. Thứ nhất, chi phí lợi được hiểu là những chi phí cơ bản quan trọng nhất hình thành trong giá bán, không thể thay đổi được, và đây là chi phí bất kỳ bất dịch, chúng ta không tồn tại thêm không. Sau đó chúng ta mới nói đến số tiền tăng thêm. Như vậy nói đến số tiền tăng thêm thì thấy là mức độ lên hoặc của giá nào ở này, cộng hai cái này là giá bán. Cũng giống như tôi hay ví von cho tất cả các đối tượng, các chị xây cái nhà, cái gì cơ bản nhất trong việc làm một cái nhà, các chị cây mon nhà, đúng rồi, chúng
ta đổ bóng băng bóng gì rồi kết cấu như thế nào, chịu lực như thế nào, cái rất là quan trọng. Dây giá bán gì đó, cái nền, cái rất là quan trọng. Sau khi chúng ta đổ bóng thì phần chúng ta có thể là dây đổ 283 tấm bê tông, hoặc chúng ta xây 3 vòng, 5 vòng, 7 vòng, là cái phần đó linh hoạt tùy theo khả năng tiếp theo của chúng ta. Như vậy thì giá bán của gì khi biết tên là nhân viên rất cơ bản, không thể để ảnh hưởng tới nó được. Xong chúng ta đã đến số tiền thẳng bền rồi, chúng ta mới ra giá bán. Vậy thì khi ta biết giá bán bằng chi phí trời tổng số tiền tăng thêm, người ta có ý đồ như biết gì các anh chị, phần gia giảm của giá bán chắc chắn nó sẽ nằm trong số tiền tăng thêm. Trong quá trình cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường sẽ có lúc doanh nghiệp phải gia giảm giá bán chứ, vậy nó nằm ở phần số tiền tăng thêm. Cho nên viết như vậy để hàm ý cái phần này là cái phần để quyền. Như vậy cũng có một số các anh chị khác trong lớp khác đi trong các bài tính ra trên đúng với lời giá bán bằng số tiền tăng thêm cộng chi phí trời. Tất nhiên về mặt số học thì nó không sai, nhưng về mặt ý nghĩa nó sai. Số tiền tăng thêm mà để phía trong mình chi phí mình nền, để ngoài gì nữa người ta giảm là giảm cái phần nào, không để ta giảm chi phí nền à. Cho nên lưu ý nhớ giùm tôi, chi phí nền ở bên trong là dây số tiền tăng thêm ở bên ngoài, nhớ giùm chị đó. Vậy thì chi phí nền tính bằng cách nào? Chi phí nền của chúng ta là những chi phí rất là cơ bản trong việc hình thành sản xuất sản phẩm. Và chi phí nền trong chương 2 chúng ta cũng có hai cách tiếp cận các chị, đó là cái phương pháp toàn bộ và phương pháp cực tuyến. Chúng ta đã tiếp cận chi phí theo hai phương pháp toàn bộ và phương pháp trực tiếp. Vậy thì khi chúng ta định giá bán, chúng ta cũng định theo hai phương pháp toàn bộ và phương pháp trực tiếp. Như vậy phương pháp đầu tiên định giá bán cho sản phẩm sản xuất hàng loạt theo phương pháp toàn bộ. Định giá bán theo phương pháp toàn bộ. Như vậy khi chúng ta định giá bán theo các toàn bộ, chúng ta cũng tiến hành mấy bước đó chị? Ba bước. Theo mô hình chung chúng ta cũng tiến hành ba bước. Bước thứ nhất chúng ta xác định chi phí nền. Bước thứ nhất chúng ta xác định chi phí nền. Vậy chi phí nền đây là gì? Chi phí nền đây là gì? Toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm. Theo phương pháp toàn bộ, chi phí nền của chúng ta là các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm. Còn khi chúng ta định giá bán thì lưu ý bao giờ cũng chỉ định giá bán cho một đơn vị sản phẩm thôi các anh chị. Định giá bán cho một đơn vị sản phẩm. Và trong giá bán của một đơn vị sản phẩm có thành phần nào, đó là yêu cầu mà nhà quản lý rất muốn biết chi phí nền bao nhiêu số tiền tăng thêm là bao nhiêu. Vậy thì chúng ta thấy rằng chi phí nền đây là các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm. Và chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm, người ta còn gọi tên đó là chi phí sản xuất đơn vị hay là dây giá thành sản xuất đơn vị. Chi phí sản xuất đơn vị hay giá thành sản xuất đơn vị đều được. Và chúng ta kể tên những khoản mục trong đó được không ạ? À? Mấy khoản mục các chị? Mấy? Ba khoản mục cũng rồi, chúng ta đều phải biết cái này. Một, chi phí quy giờ bị trực tiếp. Hai, chi phí nhân công trực tiếp. Và ba, chi phí sản xuất chung. Ba khoản mục này hình thành chi phí đời, chi phí sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Giá thành của chúng ta là cái gì? Vậy đó là bước thứ nhất. Sau khi có được chi phí đời, chúng ta sẽ đi qua bước thứ hai, tính số tiền tăng thêm. Vậy thì số tiền tăng thêm, thay vì chúng ta tính tuyệt đối mỗi thứ nhất cộng mỗi thứ hai thứ ba thì người ta không tính như vậy các anh chị. Người ta cho rằng mỗi một doanh nghiệp có một cái chính sách khác nhau. Vậy chính sách khác nhau về giá bán nó nằm ở gì? Tỷ lệ số tiền tăng thêm. Mỗi một doanh nghiệp có những chính sách khác nhau về giá bán, và những chính sách khác nhau về giá bán thể hiện ở phần tỷ lệ số tiền tăng thêm. Tỷ lệ số tiền tăng thêm có thể khác nhau từ doanh nghiệp này doanh nghiệp khác khác nhau. Và mỗi một doanh nghiệp sau khi xác định được tỷ lệ số tiền tăng thêm thì người ta dùng nó cố định trong một khoảng thời gian dài cho nhiều công việc kinh doanh. Ví dụ ở công ty này tỷ lệ số tiền tăng thêm 50%, ở công ty khác tỷ lệ số tiền tăng thêm 70%. Người ta sau khi người ta tính toán là người ta sử dụng trong một khoảng thời gian dài các chị. Giữa các chương trình kinh doanh thì chi phí nền có thể khác nhau và điều chỉnh, nhưng mà tỷ lệ số tiền tăng thêm thường người ta cố định. Do vậy cho nên công việc của chúng ta trước khi tìm ra số tuyệt đối số tiền tăng thêm là 5 đồng 7 đồng thì chúng ta phải tính gì? Tỷ lệ số tiền tăng thêm. Để coi những cái chính sách mà công ty đã áp dụng như thế nào. Vậy thì tỷ lệ số tiền tăng thêm được tính trên cơ sở nào? Tỷ lệ số tiền tăng thêm theo phương pháp toàn bộ các chị sẽ bằng tổng phí bán hàng quản lý doanh nghiệp cộng lợi nhuận mong muốn chia cho số lượng sản phẩm sản xuất tiêu thụ nhân với giá thành đơn vị sản phẩm. Trong đó lợi nhuận mong muốn của chúng ta là lợi nhuận trước thuế các anh chị. Lợi nhuận hoạt động mong muốn tức là lợi nhuận trước thuế sẽ bằng tài sản hoạt động bình quân nhân theo lợi nhuận mong muốn.
từ số chúng ta nè. Tổng cái đó là quản lý, còn lợi nhuận hoạt động mong muốn là cái gì, hay là gọi lợi nhuận mong muốn cũng được. Mà trong sách người ta gọi là mức hoàn vốn mong muốn như nhau ở cái gì? Lợi nhuận hoạt động mong muốn hay là mức hoàn vốn mong muốn như nhau? Lợi nhuận mong muốn ở đây sẽ bằng tài sản đầu tư bình quân nhân ROE mong muốn. Và chúng ta hiểu rằng lợi nhuận là lợi nhuận gì? Được thuế. Lợi nhuận chúng ta là lợi nhuận được thuế. Vậy thì tỷ lệ cái tiền tăng lên của chúng ta viết như thế này. Tại sao các bạn biết vậy các chị? Bởi vì chúng ta hiểu rằng nguyên tắc chung khi chúng ta xây dựng giá bán là trong giá bán phải bù đắp chi phí và có lãi. Như vậy trong chi phí đời của chúng ta mới chỉ có chi phí sản xuất thôi, thì trong số tiền tăng lên phải có gì các chị? Chi phí gì? Ngoài sản xuất. Cho nên trên tổng số của chúng ta là tổng với bán hàng quản lý và lợi nhuận mong muốn để đảm bảo đúng quy tắc khi chúng ta định giá. Thế thì nếu ai có sách thì các anh chị sẽ thấy rằng người ta không ghi là lợi nhuận mong muốn mà ghi là mức hoàn vốn mong muốn, thì nó là một. Cái điểm thứ hai chú ý là trong sách người ta ghi là số lượng sản phẩm tiêu thụ, mà trên slide thì tôi lại ghi là số lượng sản phẩm sản xuất. Vậy hai cái này giống nhau khác nhau? Tôi khẳng định là giống nhau. Thực ra nếu gọi đúng là số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ, nhưng mà viết vậy nó dài quá cho nên tôi bỏ bớt. Phân biệt như thế nào các anh chị? Chúng ta đang nói là xây dựng kế hoạch định giá bán, vậy các chị định bán giá bán sản phẩm là bao nhiêu trước khi bán ra, hay là đã, hay là chuẩn, hay là trước khi quá trình sản xuất bắt đầu, hay là khi bán ra rồi chúng ta mới định cái gì? Trước khi quá trình sản xuất bắt đầu, người ta dự kiến sản xuất và bán sản phẩm này với giá bao nhiêu. Như vậy khi các chị dự kiến sản xuất một trong 500.000 sản phẩm, có anh chị có dự kiến là sẽ bán hết 100.000 sản phẩm không? Có chứ. Còn nó bán nó để năm nay không hết thì sang năm, sang năm không hết thì sang năm nữa. Chứ sản xuất ra thì phải dự kiến bán hết chứ. Cho nên ở đây số lượng sản phẩm sản xuất tiêu thụ là một các anh chị. Mình định giá bán cho cái số lượng sản phẩm sản xuất ra, và đó cũng chính là số lượng mình dự kiến tiêu thụ. Đó, tôi giải thích cho tại sao có người nói là sản xuất, có người nói tiêu thụ ha, là một á. Vậy thì lợi nhuận mà chúng ta đang nói là lợi nhuận trước thuế sẽ bằng tài sản đầu tư nhân thay đổi mong muốn. Vậy ngoài cái cách viết tỷ lệ số tiền tăng thêm vậy thì tôi có thể viết gọi là tỷ lệ số tiền tăng thêm. Thay vì trên tử số tổng với bán hàng quản lý còn lợi nhuận mong muốn, tôi còn gọi là tiền cái gì, gọi tên với kết quả của tử số. Tổng với bán hàng quản lý còn lợi nhuận mong muốn, nó còn có tên là gì cái gì, còn có tên là gì? Tổng còn gọi là gì các chị? Tổng chi phí bán hàng quản lý còn lợi nhuận mong muốn còn là gì các chị? Lợi nhuận G. Chúng ta thấy là trong báo cáo kết quả đầu tư lên, chúng ta lấy lợi nhuận G trừ chi phí bán hàng quản lý thì chúng ta có gì? Lợi nhuận xuất thuế. Giờ tôi cộng lại thì thực chất trên tử số là lợi nhuận G. Tổng lợi nhuận G với các chị. Và mẫu số của chúng ta các chị? Tổng gì? Tổng gì các chị? Tổng giá trị. Mẫu số của chúng ta số lượng sản phẩm sản xuất tiêu thụ nhân giá thành đơn vị là tổng giá thành. Do vậy cho nên theo phương pháp toàn bộ, tỷ lệ số tiền chúng ta, tỷ lệ số tiền tăng thêm của chúng ta sẽ bằng tổng lợi nhuận G chia cho giá tổng giá thành các chị. Tổng lợi nhuận G chia tổng giá thành. Nói như vậy để sau này các chị ví dụ về công ty mình hay là đi tìm hiểu công tác thì các anh chị thấy người ta có làm hay không? Có các anh chị. Ở một số các doanh nghiệp khi xây dựng cái chính sách về giá, một số nhà quản trị cũng tính tỷ lệ số tiền tăng thêm bằng cách lấy tổng lợi nhuận gộp chia cho tổng giá thành sản xuất để án dừng cái tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm. Và một khi nó là bao nhiêu phần trăm, 50, 70, 90, 100% thì nó sẽ ổn định, người ta sử dụng nó gần như là cái chính sách trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp tiếp theo này được anh chị. Vậy thì sau khi xác định được tỷ lệ số tiền tăng thêm, chúng ta nhân với chi phí lời, chúng ta sẽ có số tiền tăng thêm. Mà có số tiền tăng thêm thì chúng ta sẽ có được giá bán, có được giá bán. Và khi có được giá bán thì người ta trình bày những cái kết quả của cái xây dựng giá bán trong một cái chứng từ kế toán gọi là phiếu định giá các anh chị. Gọi đó là phiếu định giá. Cái này người ta cũng có số tiền chi phí này là bao nhiêu, số tiền tăng thêm là bao nhiêu, mà giá bán là bao nhiêu. Đó chính là cái phương pháp đầu tiên định giá bán khi phương pháp trực tiếp. Xin lỗi, trong pháp toàn bộ. Các chị có thể mở sách ra ví dụ 7.4 trang 231.
ví dụ 7.4 trang 231, công ty nít sản xuất hàng loạt sản phẩm A có tài liệu liên quan đến sản phẩm này như sau, từ 10 đến 1.000 đồng. Chi phí công việc trực tiếp một sản phẩm 29, nhân công trực tiếp là 2, chi phí sản xuất chung một sản phẩm là 4, tiền phí sản xuất chung 1 năm 250.000, chi phí có hàng quản lý doanh nghiệp 1 năm là 1, tiền phí có hàng quản lý doanh nghiệp 1 năm 100.000. Giả sử công ty đã đầu tư 5 triệu để tiến hành sản xuất và bán 50.000 sản phẩm A mỗi năm, ROI mong muốn của công ty là 20%. Vậy trên cơ sở này chúng ta xem cách trình bày định giá trên các toàn bộ phía bên dưới. Đầu tiên người ta tính chi phí nền gồm có 3 khoản 1. Chúng ta điều trực tiếp 29, nhân công là 2, chi phí sản xuất chung là 9. Chính ở đâu là ra? Người ta có mở ngoặc là giải thích cho chúng ta gồm có gì đó vậy? 4 cộng nhiêu? 5. Vậy 4 là gì đó các bạn? Biến phí sản xuất chung cho một sản phẩm. Và 5 sẽ là gì? Định phí sản xuất chung cho một sản phẩm. Vậy 5 ở đây được tính trên cơ sở nào đó chị? Tổng định phí sản xuất chung một năm là nhiêu? 250.000. Số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ dự kiến một năm là nhiêu? 50.000. Vậy lấy 250.000 chia cho 50.000 thì chúng ta sẽ có định phí sản xuất chung cho một sản phẩm là 5. Tôi giải thích vậy là khá rõ, ai không sợ mình hay quên thì phải mở ngoặc để ghi lại đó nha. 5 ở đây là định phí sản xuất chung cho một sản phẩm thì nó được tính sẽ bằng 250.000 chia cho 50.000. Vậy chúng ta có giá thành cho một đơn vị sản phẩm là 40. Giá thành một đơn vị sản phẩm là 40. Và trang tiếp theo 232 người ta tính tỷ lệ số tiền tăng thêm. Tỷ lệ số tiền tăng thêm trên tỷ số là các chị tổng phí bán hàng quản lý. Tổng phí bán hàng quản lý sẽ gồm có tổng gồm có gì các chị? Biến phí bán hàng quản lý cộng gì? Định phí bán hàng quản lý. Biến phí bán hàng quản lý cho một sản phẩm là 1 nhân sản lượng 50.000. Tổng định phí bán hàng quản lý 1 năm 100.000. Lợi nhuận mong muốn hay còn gọi là mức phần vốn mong muốn sẽ bằng tài sản đầu tư bình quân 5 triệu nhân ROI mong muốn 20%. Vậy chúng ta mẫu số là 50.000 nhân cho 40 tổng giá thành. Tỷ lệ số tiền tăng thêm 57.5%. Tỷ lệ số tiền tăng thêm 57.5% và chúng ta sẽ có số tiền tăng thêm cho một sản phẩm 40 nhân 57.5% bằng 23. Tỷ lệ là 57.5 nhân chi phí nền là 40, số tiền tăng thêm cho một sản phẩm là 23. Và đặc biệt định giá chi phí nền 40, số tiền tăng thêm 23, giá bán 60.000. Rồi như vậy chúng ta thấy rằng việc định giá trên quá toàn bộ không có gì khó với chúng ta nữa. Thậm chí nó còn rất là đơn giản, bởi vì sao vậy các chị? Các doanh nghiệp đều có thông tin cũng như cách tiếp cận tính giá thành sản phẩm. Tổng phí bán hàng quản lý người ta cũng luôn luôn có được một cách tiếp cận rất là quen thuộc, cho nên cách định giá này được sử dụng rất phổ biến. Tuy nhiên, ngoài cách định giá trên quá toàn bộ thì chúng ta còn có tiếp cận chi phí theo một phương pháp thứ hai, đó là phương pháp gì các chị? Trực tuyến. Do vậy cho nên chúng ta sẽ nói định giá bán cái phương pháp trực tuyến. Định giá bán theo phương pháp trực tuyến thì tương tự các bước chúng ta cũng làm gì các chị? Định giá bán theo phương pháp trực tuyến chúng ta cũng theo mô hình chung gồm có mấy bước các bạn? Mấy bước à? 3 bước. Bước thứ nhất chúng ta xác định chi phí nền. Chi phí nền của chúng ta gồm có gì? Các biến phí phát sinh trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Khi nãy của chúng ta chi phí nền là các chi phí phát sinh trong sản xuất của các chị, còn này là các chi biến phí, mà biến phí phát sinh trong gì? Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Biến phí phát sinh cả trong sản xuất lẫn tiêu thụ sản phẩm, do vậy người ta còn gọi nó là biến phí đơn vị, còn gọi nó là biến phí đơn vị. Vậy kể tên cái nào là biến phí đơn vị để được không các chị? Được không ạ? À? Chắc chắn làm sao mà không được, đúng không ạ? À? Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp. Còn gì nữa các chị? Biến phí sản xuất chung. Gì ạ? Biến phí sản xuất. Biến phí sản xuất chung. Gì nữa? Biến phí bán hàng. Biến phí bán hàng quản lý, đúng rồi. Biến phí bán hàng quản lý. Như vậy chi phí nền của chúng ta là các biến phí đơn vị, nhớ dùng từ đăng ký đơn vị, gồm có chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, biến phí bán hàng quản lý. Thế thì bây giờ người ta nhiều khi người ta không cho từng khoản gì mà ta nói
tuyến phí sản xuất và tuyến phí ngoài sản xuất, chúng ta hiểu được không các chị? Được không ạ? Tuyến phí sản xuất là khoản nào vậy các chị? Tuyến phí sản xuất gồm có gì? Nguyên liệu, trực tiếp, gì nữa? Nhân công trực tiếp, tuyến phí sản xuất dùng. Ba khoản này là tuyến phí sản xuất. Và khoản kia là tuyến phí gì? Ngoài sản xuất. Thế tôi hỏi là tuyến phí sản xuất với giá thành sản xuất giống nhau, khác nhau các chị? Trả lời giùm tôi xem. Tuyến phí sản xuất với giá thành sản xuất giống với khác? Khác các chị. Giá thành sản xuất có mấy khoản một? Máy 2, 3, 4 3 1 chi phí vật liệu trực tiếp, 2 chi phí nhân công trực tiếp, 3 gì? 3 là gì? Chi phí sản xuất chung. Chi phí sản xuất chung, chứ không có nói sản xuất chung nè. Chi phí sản xuất chung. Đó là chúng ta nói đến giá thành. Giá thành được cơ bằng khoảng 1. Tuyến phí sản xuất cũng gồm gì? 3 khoảng 1. Nhưng cụ thể đó là gì? Chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và gì? Chi phí sản xuất chung. Rất nhiều anh chị bị nhầm lẫn chỗ này, mà nhầm chỗ này thì sẽ kéo theo cái gì là cũng sai theo hết. Cho nên biến phí đơn vị của chúng ta gồm có biến phí sản xuất và biến phí gì? Ngoài sản xuất. Rồi như vậy khi chi phí nền của chúng ta là biến phí đơn vị rồi thì số tiền tăng thêm tính như thế nào? Số tiền tăng thêm theo như mô hình chung được gợi ý khi nãy chúng ta cũng bằng chi phí nền nhân với gì? Tỷ lệ số tiền tăng thêm cũng là bằng gì? Vậy tỷ lệ số tiền tăng thêm theo phương pháp trực tiếp theo các chị nó có giống tỷ lệ số tiền tăng thêm phương pháp toàn bộ không? Giống hay không vậy? Tỷ lệ số tiền tăng thêm và chúng ta chuẩn bị nói ở đây là phương pháp trực tiếp với tỷ lệ số tiền tăng thêm với phương pháp toàn bộ hãy trình bày theo các chị giống hay khác à? Đúng rồi. Bởi vì đây là có biến phí trong chi phí nền thì trong số tiền tăng thêm phải có gì các chị? Định phí. Có biến phí thì phải có định phí. Vậy tỷ lệ số tiền tăng thêm theo phương pháp trực tiếp của chúng ta trên tử số tổng định phí cộng lợi nhuận bằng 4 mẫu số số lượng sản phẩm sản xuất nhân biến phí đơn vị. Trong đó lợi nhuận mà chúng ta nói đây cũng là lợi nhuận gì các chị? Trước thuế. Lợi nhuận mà tôi nói đây cũng là lợi nhuận trước thuế. Và lợi nhuận trước thuế sẽ được tính bằng cách lấy tài sản đầu tư bình quân nhân ROI mong muốn. Vậy thì tỷ lệ số tiền tăng thêm theo phương pháp trực tiếp trên tần số của chúng ta tổng định phí cộng lợi nhuận mong muốn. Một số số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ nhân biến phí đơn vị. Vậy tôi có thể viết lại cái tỷ lệ này không các chị? Có, đúng không ạ? Trên tử số của nó là gì vậy? Tổng gì các bạn? Định phí cộng lợi nhuận của nó là gì? Tới giờ hỏi cái nó liền chứ. Định phí cộng lợi nhuận của là gì? Nói lớn lên nghe coi. Số dư giảm phí. Cho nên thực chất trên tần số này chúng ta gọi là tổng số dư giảm phí. Mẫu số là gì các chị? Tổng gì? Mẫu số là tổng gì vậy? Tổng biến phí. Sản lượng sản xuất mà nhân với biến phí đơn vị thì ra tổng biến phí chứ còn gì nữa không ạ? Vậy thì theo phương pháp trực tiếp tỷ lệ số tiền tăng thêm sẽ bằng tổng dư giảm phí chia cho gì? Tổng số phí. Tôi giới thiệu thêm hai cái tiết này để xem để cho một số trường hợp có những cái khi người ta giấu các thông tin hoặc người ta tiếp cận theo cách khác thì mình cũng có thể tính toán được tỷ lệ số tiền tăng thêm. Vậy thì sau khi xác định được tỷ lệ số tiền tăng thêm rồi, chúng ta quay ngược lại, chúng ta lấy tỷ lệ số tiền tăng thêm, chúng ta nhân với chi phí nền để chúng ta có số tiền tăng thêm. Và giá bán cũng được tính bởi vậy chi phí nền là gì các chị? Số tiền tăng thêm, giống như mô hình chung đã được giới thiệu như này. Còn khi là quyết định giá thì người ta cũng trình bày những cái nội dung tương tự vậy. Cũng trên cơ sở đó các chị xem những cái ví dụ 7.5 cũng số liệu và ví dụ 7.4, nhưng ở đây người ta định giá theo phương pháp trực tiếp. Vậy ở ví dụ 7.5 định giá theo phương pháp trực tiếp cho chúng ta biết là biến phí là chi phí nền cho một sản phẩm
gồm có tiết mấy mươi lệ cho một sản phẩm là 29, tiết mấy nhân công trực tiếp cho một sản phẩm là 2, tiết mấy sản ứng chung cho một sản phẩm là 4, tiết mấy bán hàng quản lý là 1, tiết mấy đơn vị 36, tiết mấy đơn vị 36. Tỷ lệ số tiền tăng thêm cũng ráp lại theo công thức đã biết. Trên tử số tổng định phí còn lợi nhuận công bố gồm có định phí sản xuất chung 250.000, định phí bán hàng quản lý 100.000, lợi nhuận công bố là 5 triệu nhân 20%, mẫu số tổng sản lượng sản xuất 50.000 nhân mức phí đơn vị là 36, vậy tỷ lệ số tiền mang tên 75%. Từ đó người ta có số tiền mang tên một sản phẩm 36 nhân 75% bằng 27. Chị nhớ cho tôi ha, tỷ lệ thì bao giờ nó cũng là gì các chị? Phần trăm. Chứ đừng có ghi không với 75, không ai nói gì hết nha, 75% của các chị. Và khi người ta định ra giá bán rồi, người ta cũng trình bày những biến định giá đây rồi có. Khi biết nền 36, số tiền ăn thêm 27, giá bán 67. Thì định giá theo phương pháp toàn bộ cũng như phát trực tiếp cho sản phẩm sản xuất hàng loạt, không có gì khó khăn chúng ta hết đó mà. Chúng ta có cái ví dụ chúng ta làm, các chị làm cho tôi đi. Đây là một cái ví dụ rất là đơn giản và để đỡ mất thời gian. Nhưng bạn ở phía sau chúng ta chụp hình để chúng ta trên cơ sở đó chúng ta làm nhanh nhanh cái ngồi mà chép từng câu từng dâu từng nào cho xong mà làm. Ở đây là yêu cầu hãy tính tỷ lệ số tiền tăng thêm trên bán trực tiếp và định giá bán sản phẩm A cho năm tới khi mức sản lượng sản xuất và nhân lực dự kiến đạt. Ở đây yêu cầu mình tính tỷ lệ số tiền tăng thêm theo pháp trực tiếp và định giá bán sản phẩm A. Vậy để có được tỷ lệ số tiền tăng thêm theo pháp trực tiếp thì chúng ta phải biết chi phí nền là gì các chị? Tên chi phí nền là gì? Là gì ạ? Biến phí đơn vị. Hồi nãy có ghi rõ ràng chi phí nền đây là biến phí cho một đơn vị sản phẩm. Vậy về tiền chi phí cho một đơn vị sản phẩm đâu có khó khăn gì đâu mà. Tỷ lệ số tiền tăng thêm của chúng ta nhân phát trực tiếp là trên tỷ số tổng định phí cộng lợi nhuận công bố cộng với mẫu số sản lượng sản xuất nhân biến phí đơn vị hay còn gọi là tổng biến phí. Mẫu số của chúng ta có một cái này mà tôi biết là trên lớp mình thế nào cũng có người làm và tại nhiều lớp khác người ta cũng làm. Mẫu số của chúng ta nè, mẫu số là biến phí đơn vị nhưng với sản lượng thực chất gọi là tổng biến phí. Vậy trong trường hợp về mẫu số của chúng ta gồm có 500.000 cộng cho 300.000 cộng gì nữa các bạn? 504.000 vay gì nữa? 60.000. Ai xin lỗi, chắc 100.000 chứ. Chúng ta có 500.000 à, cộng 300.000 là 800.000 à, cộng gì nữa các chị? 140.000 vay gì nữa? 100.000. Đúng không ạ? À? Với mẫu số của chúng ta tổng biến phí chừng đó là sai chứ mới là đúng các chị. Cái đó là tổng biến phí mua bao nhiêu? 20.000 sản phẩm. Mà bây giờ người ta cần tổng biến phí mua bao nhiêu? 25.000 sản phẩm. Đó là một ý. Cái thứ hai, khi các chị là giám đốc hay là nhà quản lý, các chị định giá bán, các chị có biết quyết chi phí nền là bao nhiêu không? Đó là 30 đồng, 70 đồng, 90 đồng, cô có biết không? Có hay không? Có. Đó là yêu cầu không thể tiếp được. Vậy thì làm ơn dù cho người ta nói như thế nào là ơn trả dùm cô chi phí nền sẽ là bao nhiêu? 5 đồng, 7 đồng, 10 đồng, viết ra cho nó rõ ràng. Chứ không phải là làm một cục với mẫu số mà khi tôi hỏi chi phí nền là nhiêu, không biết đường trả lời. Rõ mà, cho tôi biết xem chi phí nền đó là bao nhiêu trước. Rồi các chị mới tính tỷ lệ số tiền tăng lên. Những cái gì cần nhắc thì nhắc để các chị làm có kết quả tốt nhất. Tất nhiên ra đáp số thì các chị cũng ra giống nhau, nhưng mà thông tin nào cần rõ ràng, cần trình bày thì phải cho nó rõ ra. Chứ không phải là cứ giấu chùa hết để đưa ra đáp số cuối cùng đâu các bạn. Thông tin của chúng ta là thông tin để phục vụ cho việc quản lý. Vậy nó cần đầy đủ, nó cần chi tiết rõ ràng.
để người ta hiểu những vấn đề mà người ta cần phải có thể theo dõi. Ở đây chi tiết là như vậy. 52 chính xác. Chi tiết là chính xác 52. Và tỷ lệ số tiền đăng ký chắc là không có gì khó khăn ha, phải không? Chứ tôi mời lên bản rồi. Rồi, lên bản trình bày đi nè. Ở dưới tính được tỷ lệ số tiền đăng ký bao nhiêu gì các bạn? 80% em. Tỷ lệ số tiền đăng ký 80% đúng rồi đó. Tính ba nha. 52 nhân 80% ra bao nhiêu ạ? 41. 71.6. 41. 41.6. Không. Rồi, tôi nghĩ bạn nên giá bán luôn nè. Thiếu định giá cho doanh nghiệp thì có nhiều bạn đi học thì tất nhiên là không sai, nhưng có bạn đi học cũng là thiếu định giá, bây giờ không biết giá gì nên thôi để giá không có kỳ quá, thiếu định giá thật. Mà rõ ràng đây có phải giá thành không? Không, giá bán vậy là chứng tỏ là không đi học. Thế thì học không bao giờ sai cái đó các anh chị. Ngồi nghe cũng biết mà, giá bán chứ phải giá thành đâu mà thiếu định giá thành. Đây, đơn giá bán của chúng ta sẽ bằng chi phí nền 52, số tiền đăng ký 44.6, giá bán 93.6. Rồi như vậy chúng ta thấy là định giá theo phương pháp toàn bộ hoặc là định giá theo phương pháp trực tiếp không có gì khó khăn cho chúng ta hết. Đó là định giá bán cho sản phẩm sản xuất hàng loạt dựa trên nền tảng như các chị Mỹ. Chi phí đây là chi phí theo phương pháp toàn bộ bằng pháp trực tiếp. Vậy cũng có một nội dung nữa là định giá cũng dựa trên chi phí nhưng mà không phải cho sản phẩm sản xuất hàng loạt mà đó là định giá bán cho sản phẩm dịch vụ. Định giá bán cho sản phẩm dịch vụ không phải là sản phẩm sản xuất hàng loạt giống nhau về số lượng, chất lượng cũng như giá trị. Ở đây định giá bán cho sản phẩm dịch vụ, vậy có nghĩa là mỗi một loại sản phẩm dịch vụ có thể có những yêu cầu khác nhau, có thể cho ra hình thức khác nhau và giá trị của nó cũng khác nhau. Như vậy định giá bán sản phẩm sản xuất dịch vụ chưa được, định giá bán cho sản phẩm dịch vụ nó khác cho sản phẩm sản xuất hàng loạt như thế nào? Sản phẩm dịch vụ mà chúng ta sẽ nói đây đó là tính chất là mỗi một dịch vụ có một yêu cầu khác nhau về những cái gì? Nội dung. Mỗi dịch vụ sẽ có yêu cầu khác nhau về nội dung, do vậy giá trị của nó có thể cũng gì? Khác nhau. Ví dụ dịch vụ sửa chữa xe hơi, chúng ta thấy rằng mỗi xe hư mỗi kiểu, sửa mỗi kiểu, giá của mỗi cái dịch vụ nó khác nhau. Hoặc là sửa chữa nhà, không có ai nói rằng sửa chữa nhà này giống nhà khác, các anh chị khác nhau rất là nhiều. Như vậy đặc tính của các sản phẩm dịch vụ là chúng ta định giá một cách riêng lẻ cho từng dịch vụ riêng biệt. Vì thì khi định giá bán cái sản phẩm dịch vụ thì chúng ta hiểu về mặt tính chất đó là gì các chị? Từng sản phẩm dịch vụ nó sẽ có đặc thù riêng, có nội dung riêng cũng như là có có hình thức cũng như có giá cả khác nhau. Vậy thì khi định giá cho một dịch vụ thì chúng ta thấy ví dụ như là sửa chữa xe, sửa chữa nhà hoặc là may mặc gì đó, quần áo may đó các chị. Vậy trong trường hợp đó chúng ta sẽ định giá dịch vụ như thế nào? Giá của sản phẩm dịch vụ ở đây gồm có hai yếu tố. Thứ nhất, giá theo thời gian lao động. Và thứ hai, giá của nguyên liệu sử dụng. Định giá bán cái sản phẩm dịch vụ thì trong giá này nó có giá theo thời gian lao động và giá của nguyên liệu sử dụng. Hay người ta còn gọi là phụ tùng sử dụng. Vậy chúng ta hiểu như thế nào? Giờ đơn giản nhất là các anh chị, ví dụ như có ô tô các anh chị đi làm nó bị hư thì các anh chị sửa. Vậy đây
giá cái thời gian lao động là sửa, là chúng ta tính cái gì đó chị, giá của cái gì vậy? Sức lao động của công nhân đó nè. Họ sửa chữa gì đó thì mình trả cho cái sức lao động đó, thì gọi là giá cái thời gian lao động. Cái xe chúng ta hư cái bộ cùng nhá, chính là chúng ta phải thay cái vỏ chẳng hạn. Thì chúng ta phải tính tiền trả cho cái vỏ và những cái gì đi theo cái vỏ đó thì người ta gọi là giá của nguyên liệu sử dụng. Vậy hai nội dung chính của nó. Từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu nè. Vậy giá cái thời gian lao động tính như thế nào đây? Giá của nguyên liệu sử dụng tính như thế nào? Mỗi cái nó có cách tính liền. Yếu tố thứ nhất, giá cái thời gian lao động ha. Chúng ta sẽ tính nè. Chúng ta xem giá cái thời gian lao động sẽ bằng gì? Số giờ lao động trực tiếp mà nhân chủ có thừa hưởng nhân với đơn giá cho một giờ lao động trực tiếp. Thế bằng số giờ lao động trực tiếp của dịch vụ nhân với đơn giá cho một giờ lao động trực tiếp. Số giờ lao động trực tiếp nhân với đơn giá của một giờ lao động trực tiếp. Ví dụ như chúng ta sửa cái xe, mỗi một cùng người công nhân có hai người sửa cả tải mà mỗi một người sửa 4 tiếng đồng hồ. Như vậy giá của thời gian lao động đây là mấy tiếng đó chị? 8 tiếng. Chúng ta tính số giờ lao động trực tiếp mà dịch vụ có thừa hưởng và nhân với đơn giá của một giờ lao động trực tiếp. Như vậy cái mà chúng ta cần tìm ở đây không phải là số giờ lao động trực tiếp của dịch vụ, bởi vì cái đó thống kê công sự nó đã ghi chép. Cái mình cần phải tìm là gì? Đơn giá cho một giờ lao động trực tiếp. Vậy đơn giá cho một giờ lao động trực tiếp được tính ở trong các công ty gồm có ba yếu tố đó chị. Đơn giá cho một giờ lao động trực tiếp gồm có ba yếu tố. Thứ nhất, chi phí nhân công trực tiếp trả cho một giờ lao động. Nó ngắn gọn, ngắn gọn này là tiền lương đó các chị. Chi phí nhân công trực tiếp thì chúng ta hiểu là tiền lương. Thứ hai, chi phí bán hàng quản lý tính cho một giờ lao động trực tiếp. Và thứ ba, lợi nhuận mong muốn trên một giờ lao động trực tiếp. Đơn giá cho một giờ lao động trực tiếp của chúng ta. Ba yếu tố. Đơn giá cho một giờ lao động trực tiếp gồm có chi phí nhân công trực tiếp cho một giờ, cộng phí bán hàng quản lý cho một giờ và lợi nhuận mong muốn cho một giờ. Nên tính như vậy là tính đầy đủ các chi phí phát sinh và phục vụ cho việc sửa chữa đó các chị. Nhớ giùm tôi, chi phí nhân công trực tiếp thực chất là gì? Tiền lương, tiền thưởng các bạn trích theo lương của ai các chị? Của ai đây? Công nhân trực tiếp sản xuất. Nhớ giùm tôi chỉ tính cho công nhân trực tiếp sản xuất thôi. Còn quản lý thì nằm đâu các chị? Đây, phí bán hàng quản lý tính cho một giờ, tính trên một giờ lao động trực tiếp và cái lời mà mong muốn tính một giờ lao động trực tiếp. Như vậy để định giá cho dịch vụ chúng ta phải tính từ cái nào? Còn cái số giờ thì số giờ thực tế phát sinh nhiêu có nhiêu rồi chúng ta quan tâm, mà biết được đơn giá cho một giờ lao động trực tiếp thì chúng ta mới tính được giá của thời gian lao động. Bây giờ tiếp tục chúng ta tính giá đi thì các chị, nguyên liệu một phụ tùng sử dụng. Ví dụ chúng ta thay cái vỏ xe thì theo các chị cái vỏ xe trị giá 1 triệu đồng. Các chị nghĩ là mình sẽ trả bao nhiêu cho cái vỏ xe? Hóa đơn xuất xưởng cái vỏ xe giá 1 triệu đồng. Các chị nghĩ mình sẽ trả đúng 1 triệu không? À, phải trả thêm. Cái gì trong phần thêm đó các chị? Chi phí thay. Không phải. Cái gì thì nói các chị? Lợi nhuận trên cái 1 triệu đó. Ta bỏ tiền nên ta mua vỏ để dành cho người bán cho mình mà không tính lãi sao được. Nhưng mà chưa đủ còn gì trong đó nữa các chị? Tiền gì? Tiền hoạt hứng. Tiền công thì tính tiếp cái này nữa. Tiền công thì chúng ta tính lúc mà thợ sửa bao nhiêu giờ chúng ta tính rồi. Thì nổi cái vỏ đó 1 triệu đồng nhưng thực sự chúng ta phải trả hơn 1 triệu. Phần hơn đó là cái gì? Thứ nhất lợi nhuận trên cái số vốn ta bỏ ra để ta mua cái vỏ đó để dành cho mình này. Cái thứ hai, phí quản lý. Cũng có người quản lý kho vậy, cũng có người xuất kho nhập kho vậy thì trả đâu cũng nằm trong cái số thôi của một việc đó. Như vậy khi người ta tính giá của nguyên liệu sử dụng thì người ta sẽ tính gồm có hai phần. Giá của nguyên liệu hay phụ tùng sử dụng sẽ bằng trị giá nguyên liệu theo hóa đơn. Trị giá nguyên liệu theo hóa đơn cộng với vậy số tiền tạm thành. Trị giá nguyên liệu theo đơn tức là cái xe chúng ta thay cái vỏ xe giá xuất xưởng là 1 triệu, như vậy nó phải có thêm một số tiền
Và đương nhiên người ta ghi tổng cái số tiền trong tên này để hiểu rằng có thể gia giảm nằm trong số tiền trong tên này. Ta tách nó ra vậy để hiểu rằng đôi khi chúng ta cũng có sự tương lượng với tiền với khách hàng, thì cái phần gia giảm để nằm trong số tiền trong tên. Vậy số tiền trong tên được tính như thế nào cũng giống như khi nãy. Số tiền trong tên sẽ bằng trị giá nguyên liệu của hóa đơn, tức là giống như lấy ví dụ là 1 triệu đồng của bọn xe nhân với tỷ lệ số tiền trong tên. Số tiền trong tên được tính cũng dựa trên cơ sở này, lấy trị giá nguyên liệu hóa đơn nhân với tỷ lệ số tiền trong tên. Và thực sự cũng giống như khi nãy, cái tỷ lệ số tiền trong tên là một chính sách trong kinh doanh của công ty đó các chị. Thông thường cái tỷ lệ số tiền trong tên của chúng ta từ 20-50% trên trị giá cuối cùng đưa ra sử dụng. Có khi cái xe, cái vỏ xe giá xuất kho theo hóa đơn công tiền của bên chị trả là 1 triệu nữa, có thể là gì vậy? Thì trên cơ sở nào người ta tính tỷ lệ số tiền hàng tay này? Tỷ lệ số tiền hàng tay bằng tổng mức bán hàng quản lý cộng lời mua vốn chia cho tổng trị giá nguyên liệu dự kiến sử dụng. Và thông thường người ta tính là người ta tính hay không đó các chị? Tỷ lệ số tiền hàng tay người ta xác định dự kiến trong hàng năm, và thường nó cũng ít thay đổi lắm. Nói tỷ lệ số tiền mang tên nhiều nhất là 30%, năm nào ta cũng tính 30%, lâu nó mới xem xét lại. Cho nên ta dự kiến trong năm tổng nguyên liệu hay phụ tùng xuất kho để phục vụ của khách là bao nhiêu, tổng cái bán hàng quản lý bao nhiêu, lời mà không muốn bao nhiêu, từ đó người ta áp dụng cái tỷ lệ số tiền mang tên. Dự kiến một cái tỷ lệ số tiền mang tên nhất định, và cứ đơn hàng nào, cứ dịch vụ nào sử dụng bao nhiêu hóa đơn cứ nhân với tỷ lệ đó thì chúng ta sẽ có số tiền tăng thêm. Mà có số tiền tăng thêm thì chúng ta sẽ tính được giá theo nguyên liệu sử dụng. Như vậy giá của thời gian lao động chúng ta tính xong, giá của nguyên liệu sử dụng giải thích xong, hai cái đó cộng lại ra giá của dịch vụ là giá của dịch vụ. Và chúng ta sẽ theo dõi ví dụ trong sách rồi chút xíu chúng ta phải làm mới làm ví dụ và chúng ta mới dễ hiểu hơn ha. Trang 234 các chị. 234 ví dụ 7.6. Một công ty dịch vụ sửa chữa xe hơi có 30 công nhân sửa chữa làm việc 40 giờ một tuần, một năm làm việc 50 tuần. Người ta cho là gì các chị? 30 công nhân làm việc 40 giờ một tuần và một năm làm việc 50 tuần. Để dự kiến xem tổng số giờ công ty đã sử dụng là bao nhiêu, chúng ta lấy 30 nhân 40 nhân 50, đó là tổng số giờ lao động trực tiếp công năng của công ty. 30 nhân 40 nhân 50 ra 60.000 giờ làm. Rồi, công ty dự kiến sẽ đạt được 10.000 đồng lợi nhuận cho 1 giờ công sửa chữa. Cứ 1 giờ công sửa chữa dự kiến mới mang về lợi nhuận là 10.000 đồng và 180.000 đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh phụ tùng công năng. Dự kiến là mua phụ tùng về để bán ra phải đạt được lợi nhuận tối thiểu là 180.000 đồng. Đó là cái kế hoạch của công ty. Tổng trị giá của nguyên liệu hóa đơn dự kiến đưa ra sử dụng trong năm là 1.200.000 đồng, tức là 1.2 tỷ đồng của các chị. Dự kiến trị giá phụ tùng mua ra để đưa ra sử dụng với khách hàng là 1.2 tỷ, cho người tính là ngàn đồng. Các chi phí dự kiến trong năm như sau. Rồi người ta cho thông tin về chi phí dự kiến cho dịch vụ sửa chữa và kinh doanh phụ tùng. Như vậy ở đây người ta tách ra dịch vụ sửa chữa riêng và bán phụ tùng riêng đó là gì? Vậy dịch vụ sửa chữa dự kiến lương công nhân ở trong năm là phát sinh là 900.000, lương quản lý dịch vụ sửa chữa 120.000, lương quản lý phụ tùng 108.000, lương nhân viên văn phòng của sửa chữa là 50.000 và của kinh doanh phụ tùng 42.000, trích 19% lương. Tổng 3 khoản trên để nhân với 19% ra mức trích của dịch vụ sửa chữa 203.300. Và kinh doanh phụ tùng thì người ta cộng 2 khoản trên nhân 13 nhân 19%, chúng ta có 28.500 là trích theo lương. Chi phí phục vụ của dịch vụ sửa chữa 90.000, kinh doanh phụ tùng 81.500. Khấu hao tài sản cố định 207 là của sửa chữa và của phụ tùng 100.000. Chi phí khác thì phát sinh ở dịch vụ sửa chữa 61.700. Đó là những thông tin dự kiến ha. Giả sử trong thực tế có phát sinh một công việc sửa chữa bình quân tiêu hao 10 giờ lao động trực tiếp và 1.500.000 đồng chi phí phụ tùng, hãy xác định giá công việc sửa chữa này. Vậy để xác định giá công việc sửa chữa các chị phải tìm gì? Trả lời giùm tôi ạ. Để xác định giá công việc sửa chữa phải tìm gì các chị? Tìm gì ạ? Giá cho 1 giờ lao động trực tiếp. Và gì nữa các chị? Và gì nữa? Trả lời ra đúng ạ.
để xác định giá cho một con người sửa chữa, chúng ta phải tìm cái gì? Đơn giá cho một giờ con sửa chữa, tôi biết rồi. Cái thứ hai là gì? Không phải, không phải giá của người, tỷ lệ số tiền tăng thêm, tỷ lệ số tiền tăng thêm trên trị giá một đồng sử dụng hay là trị giá của người sử dụng. Như vậy hai cái mà các anh chị không được quên khi định giá dịch vụ, một là gì? Đơn giá cho một giờ lao động một tiếng. Và hai là gì? Tỷ lệ số tiền tăng thêm. Cảm ơn cô Đặng Phê Đốc Thôn vị tùy các anh chị nhớ thì tôi tìm hai cái đó. Có cái đó mới định giá được dịch vụ các anh chị. Còn số giờ thì đề bài chúng cho, người ta đâu có dấu làm gì. Nguyên liệu sử dụng bao nhiêu chắc chắn người ta cũng cho sẵn. Cho nên mình phải tìm đơn giá cho một giờ lao động và tỷ lệ số tiền tăng thêm trên trị giá phụ tùng hoặc nguyên liệu sử dụng. Vậy để tính giá cho một giờ lao động trực tiếp, chúng ta xem người ta lập bảng ở trang 235 các anh chị. Tổng số giờ lao động trực tiếp dự kiến trong năm là 30 x 40 x 50 là 60.000 giờ. 60.000 giờ. Vậy đầu tiên chúng ta tìm hiểu giá cho một giờ lao động trước chưa? Giá cho một giờ lao động gồm mấy yếu tố các chị? Mấy yếu tố? 3 yếu tố. Giá cho một giờ lao động gồm có 3 yếu tố. Thứ nhất là gì? Chi phí nhân công trực tiếp. Thứ hai, phí bán hàng quản lý tính cho một giờ. Và thứ ba, lợi nhuận cho một giờ. Vậy lợi nhuận cho một giờ có chưa? Có chưa? Đề bài đó đọc lại coi có chưa? 10.000 đồng, đúng rồi. Lợi nhuận mong muốn cho một giờ người ta cho sẵn cho mình rồi. Vậy mình chỉ còn tiền là gì? Chi phí nhân công trực tiếp cho một giờ và chi phí bán hàng quản lý cho một giờ. Và hai cột số liệu bên tay trái của bạn giúp chúng ta hiểu rõ điều đó các anh chị. Bảng này chúng ta có 4 cột số liệu thì hai cột số liệu bên trái chúng ta thấy nè. Lương công nhân sửa chữa 900.000 chết 19% của 900.171. Như vậy cộng 1.071 đó là tổng chi phí nhân công trực tiếp. Vậy lấy tổng chi phí nhân công trực tiếp chia cho bao nhiêu? 60.000 thì chúng ta sẽ có chi phí nhân công trực tiếp cho 1 giờ 17-80.000. 1.071.000 là tổng chi phí nhân công trực tiếp của 60.000 giờ. Muốn tính cho 1 giờ thì lấy cái đó chia cho 60.000 thì chúng ta sẽ có là 17-80.000. Đó là chi phí nhân công trực tiếp cho 1 giờ. Rồi, tìm tiếp theo là gì các bạn? Phí bán hàng quản lý cho 1 giờ lao động trực tiếp. Vậy đề bài cho chúng ta là lương quản lý sửa chữa 120.000, lương nhân viên văn phòng 50.000, tổng lương đây là nhiêu? 170.000 nhân cho bao nhiêu? 19%. 170.000 nhân 19% ra 32.300. Phí phục vụ đề bài cho 90.000, khấu hao 270, chi phí khác 61.700. Vậy chúng ta có tổng tổng chi phí bán hàng quản lý 624.000. 624.000 chia cho bao nhiêu để có được 1 giờ các chị? 60.000 giờ. Vậy 624.000 chia cho 60.000 giờ chúng ta có 10.4, đó là gì? Phí bán hàng quản lý cho 1 giờ lao động trực tiếp. Lợi nhuận mong muốn cho 1 giờ lao động trực tiếp 10 rồi, như vậy chúng ta lấy 17.85 cộng 10.4 cộng 10 chúng ta có 38.25. 38.25 gọi tên nó là gì các chị? Là gì? Đơn giá cho 1 giờ lao động trực tiếp, đúng rồi. Đơn giá cho 1 giờ lao động trực tiếp. Rồi, vậy chúng ta tìm được cái khoản thứ nhất không ạ? Rồi, cái thứ hai, tỷ lệ số tiền tăng thêm. Tỷ lệ số tiền tăng thêm, các chị thấy theo công thức bằng gì? Bằng gì đây ạ? Tổng phí bán hàng quản lý cộng lợi nhuận mong muốn. Đây, tổng phí bán hàng quản lý cộng lợi nhuận mong muốn, mẫu số là tổng trị giá phụ tùng dự kiến sử dụng trong năm. Vậy, tổng trị giá phụ tùng dự kiến sử dụng trong năm mẫu số có chưa các chị? Có chưa? Tổng trị giá phụ tùng dự kiến có chưa? Rồi, bao nhiêu vậy? 1.2 triệu. Tôi cố tình hỏi vậy cho các chị tập trung vô ví dụ dùm tôi, hỏi có đâu đâu không ạ? 1.2 triệu mẫu số. Trên tử số nè, tổng phí bán hàng quản lý cộng lợi nhuận mong muốn. Lợi nhuận mong muốn có chưa? Rồi, bao nhiêu? 180.000. Đề bài cho đó lợi nhuận mong muốn 180.000. Vậy chúng ta chỉ việc cộng lại vậy? Tổng phí bán hàng quản lý. Tổng phí bán hàng quản lý đề bài cho các chị có rồi, trang 234 chúng ta lấy nè. Lương quản lý phụ tùng, lương nhân viên văn phòng trích 19%, chi phí phục vụ khấu hao tài sản cố định, chúng ta có 5 khoản các chị, 5 khoản mà chúng ta có.
Vậy thì tôi lấy 5 quả này, tôi cộng cho như vậy rằm 80 ngàn. Sau đó tôi chia cho nhiêu các chị? Triệu 2. Thì tôi có được tỷ lệ số tài khoản tên là nhiêu? 45%. Trong sách khẩu quyết như vậy mà tách nó ra thành hai khoản không sao hết các chị. Trên tử số chúng ta có tổng phí bán hàng quản lý 360 ngàn, gồm tổng của 5 khoản mà tôi vừa nói xong đó, lợi nhuận có 480 ngàn, cộng lại chia cho 1.2 triệu thì chúng ta được là 45%, còn có tách ra 360 chia 1.2 triệu cộng 108 chia 1.2 triệu đều được hết các chị. Vậy tỷ lệ số tiền mang tên 45%, đơn giá cho 1 giờ lao động trực tiếp 38.25 thì chúng ta hoàn toàn có thể tính giá cho dịch vụ. Vậy với ví dụ này các chị đi tiếp đôi nào. Giả sử phát sinh công việc sửa chữa, tới đây lấy số liệu đó để tính nào. Giả sử có phát sinh công việc sửa chữa tiêu hao 15 giờ lao động trực tiếp, tiêu hao 15 giờ lao động trực tiếp và 8 triệu đồng chi phí phụ tùng thay thế, 8 triệu đồng chi phí phụ tùng thay thế. Hãy xác định giá của dịch vụ sửa chữa này. Hãy xác định giá của dịch vụ sửa chữa này. Tôi cho các chị 3 phút và tôi sẽ gọi mọi người lên bàn. Rồi, mọi người lên bảng trình bày cho tôi ha. Hãy tính giá của công việc sửa chữa này xem nào. Giá bán sản phẩm dịch vụ bằng, tôi đọc lớn ha, 15 nhân 38.25 cộng 8.000 cộng 8.000 nhân 45%, đúng không các bạn? Đúng rồi đó. Chúng ta thấy rằng giá của sản phẩm dịch vụ chúng ta gồm có, đây là gì? Giá theo thời gian lao động. Còn đây là gì? Giá theo nguyên liệu. Cái này là thời gian lao động này. Còn đây là gì? Nguyên liệu sử dụng. Giá theo nguyên liệu sử dụng. Vậy giá theo thời gian lao động bằng cách lấy gì? 15 giờ mà dịch vụ tiêu hao nhân với đơn giá 1 giờ 38.25 chúng ta đã giải thích. Và nguyên liệu sử dụng theo hóa đơn 8 triệu cộng với 45% số tiền tăng tên của 8 triệu. Đơn vị tính là ngàn đồng. Vậy giá của dịch vụ 12.173.75 ngàn đồng, đúng không các chị? Đúng rồi đó. Như vậy chúng ta thấy rằng mặc dù là phụ tùng hay nguyên liệu thay thế chỉ có 8.000 thôi mà chúng ta phải trả thành nhiêu? 12.000. Rồi chúng ta giải ra thôi. Rồi chúng ta bắt đầu đi các chị. Tiếp tục ha. Bắt đầu đủ sao. Rồi chúng ta ổn định đi các bạn ơi. Nói một chút xíu về bài kiểm tra ngày 30 tháng 10 phải không ạ? Đề kiểm tra thời lượng là 60 phút, không sử dụng tài liệu. Ủa cái này tôi nói từ bữa đầu tiên mà tôi có giấu giếm gì đâu. Có phải vậy không? Bữa đầu tiên trên lớp tôi đã nói rồi mà. Thời gian làm bài 60 phút và học cái gì thì cái đó. Học cái gì thì cái đó. Không có gì hết trơn. Và chúng ta chia làm hai đợt. Đợt đầu những bạn mà có tên từ vần A cho đến bạn cuối cùng là Nghĩa và Văn Nghĩa. Tức là ngờ đó, còn ngờ là cuối. Còn đầu ca 2, đầu đợt 2 là Hồ Thanh Nhã cho đến hết. Hồ Thanh Nhã, nhờ không? Nhờ A, nhờ ớ gì là cứ ở ca 2, còn ngờ trở lên, đỡ ca đầu. Thời gian làm bài 60 phút. Tự gọi mấy bài, 2 bài, 3 bài, 5 bài, 7 bài gì tôi cũng không biết. Đi à? Thì 6, bây giờ tôi cho là trễ nhất là ca đầu 6 giờ làm bài. Không kịp hả? Vậy 6 giờ 15 được không? 6 giờ
30 trễ lắm. 6:15 làm bài, tới 7:15 hết thun bài rồi còn vô ca sao là phải mất tới cũng phải 10-15 phút nữa. 7:30 tới 8:30 là vừa, cho nên tôi nghĩ là 6:15. Mới có người hỏi tôi trả lời rồi còn lại. Cái gì à? Ai hỏi gì? À, tôi nói rồi, học cái gì thì cái đó mà. Thực tình là cô nhớ là đề nó sẽ như thế nào đâu, bỏ đi. Đến lúc nào cần nhớ thì nhớ. Học cái gì thì cái đó, tại vì cái các anh chị xong cái này là các anh chị cũng nhanh tí hết môn mà. Bây giờ học chừng nào học? Cứ hỏi nè, 30, hình như 30 tháng 10 là kiểm tra. Một tháng sau là chúng ta hết. Ủa đâu có tới như vậy, có 2 tuần nữa phải không? Ừ, còn có hai buổi cuối nữa thôi. Và các anh chị không học bây giờ chừng nào học, cho nên thôi tôi nên cần là vậy đi. Có thể cái chương phân tích biến động với chúng ta học nhẹ nhàng, ví dụ như không có đi sâu về phân tích định với sản xuất chung chẳng hạn, thì nguyên liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp là hai cái đó để các anh chị nắm cũng được. Còn lại những thứ khác các anh chị cũng phải học hết trơn, nào có gì hết khác. Rồi được chưa? Về ráng mà tập trung thì báo cho các anh chị lịch kiểm tra cũng lâu rồi mà. Mặc dù tôi mới ngày 30 cứ tự tính mà mở xong chương 7 thì kiểm tra xong rồi mới học tiếp chương 8. Nó tốt trước rồi, chương trình đã đưa rồi, đâu có lý do gì mà bất ngờ. Có điều chúng ta hay có thói quen lại gì? Nước tới chân mới nhảy. Sinh viên nào cũng vậy hết trơn, các anh chị đâu có chịu học từ đầu. Rồi tiếp tục. Định giá bán trong các trường hợp đặc biệt. Và để tạo điều kiện cho các anh chị, gọi là giúp các anh chị dễ dàng hơn, thì tôi cũng nói rõ một số cái trọng tâm nha. Một số chương trọng tâm chứ không nghĩ là tôi bỏ cho các anh chị. Trọng tâm của chúng ta là chương mấy đầu tiên à? Chương 3. Có chương 2 không? Có mà, là báo cáo cho ai phương pháp mà không học rồi mai mốt rớt nói chuyện tôi báo rồi á. Không, chương 2 của chúng ta là báo cáo cho ai phương pháp nè. Còn bộ chương 3 nè, chương 4 nè, chương 6 và chương 7, đó là trọng tâm. Còn cái kia là cũng có mà nó ít chứ không phải là bỏ nha. Rồi, định giá cho các trường hợp đặc biệt. Vậy trước nhất ở đây chúng ta có mấy phương pháp định giá các anh chị? Hai phương pháp, bảo hòa từ thống kê lại nè. Phương pháp toàn bộ và phương pháp gì? Trực tiếp. Phương pháp toàn bộ và phương pháp trực tiếp. Vậy với phương pháp toàn bộ, với ví dụ mà chúng ta có trong sách cho tôi biết nè. Chi phí đời bao nhiêu vậy? Ví dụ trong sách các anh chị đọc số giùm tôi. Mới đó mà quên nhanh vậy. 40, đúng rồi. Số tiền tăng lên 23, giá bán 63. Phương pháp được tiếp. Chi phí đời 36. Số tiền tăng lên 27. Và đương nhiên giá bán của chúng ta cũng không có gì mới. Giá bán 67. Đây. Tôi thống kê lại. Với ví dụ đó thì chúng ta có hai phương pháp định giá cho ra giá bán cho các chị bằng nhau. Theo pháp toàn bộ giá cũng cho ra 63, phương pháp trực tiếp giá cũng đưa ra 63. Như vậy trong những điều kiện sinh hoạt bình thường, sản xuất kinh doanh bình thường, công ty đều có thể sử dụng một trong hai phương pháp được hết. Phương pháp toàn bộ cũng vậy, phương pháp cũng được, phương pháp trực tiếp, bởi vì chúng ta biết phương pháp nào giá nó cũng như nhau. Vậy thì với trong những điều kiện bình thường vậy, trong những điều đặc biệt thì sao? Trong những điều kiện đặc biệt thì giá bán nên như thế nào?
và những điều kiện đặc biệt, những trường đặc biệt đó là gì, chúng ta sẽ xem xét ở nội dung này cũng khá là dễ với chúng ta. Đầu tiên chúng ta sẽ nói các trường hợp đặc biệt. Các trường hợp đặc biệt, trường hợp thứ nhất, năng lực sản xuất 1.000 lỗ đó chị. Công suất máy là một năm mới sản xuất được 20.000 sản phẩm, và hiện nay công ty chỉ mới có sản xuất 15.000 sản phẩm thôi, chưa có chạy hết công suất, bởi vì dùng thị trường họ có nhu cầu, cho nên chưa khai thác công suất. Thứ nhất, năng lực sản xuất 1.000 lỗ. Thứ hai, có khó khăn về thị trường, hoặc là chúng ta đã sản xuất hết công suất nhưng mà vì lý do nào đó trong giai đoạn này bán không được hàng, vì cạnh tranh chúng ta bán không được hàng, khó khăn về thị trường. Trường hợp thứ ba, chúng ta chuẩn bị tham gia đấu thầu vào một cái dự án mới. Như vậy đó là ba trường hợp đặc biệt khá phổ biến mà chúng ta thấy rằng các doanh nghiệp hay gặp phải. Cho những trường hợp đặc biệt này, vấn đề đặt ra là nên định giá như thế nào. Muốn biết nên định giá như thế nào, chúng ta đối với vào tư liên hoặc về giá theo 2.3. Muốn biết nên sử dụng các định giá nào thì chúng ta sẽ nói vào tư liên hoặc về giá theo 2.3. Đây các chị, phương pháp vòng 1, chi phí nền là 40, số tiền tăng lên 23, giá bán 60.000. Vậy phạm vi linh hoạt là cái nào các anh chị? Phạm vi linh hoạt ở đây là cái nào? Là số tiền tăng thêm, tức là trên là từ 63 cho đến chị 40. Phạm vi linh hoạt là đây, số tiền tăng thêm, tức là chúng ta lấy 63 và chúng ta trừ qua 67. Đây là phạm vi linh hoạt về giá. Phạm vi linh hoạt là giá. Với phạm vi linh hoạt về giá này thì giá bán sẽ thay đổi như thế nào trong các trường hợp đặc biệt? Với ví dụ cụ thể này, chúng ta đặt ra của một tình huống cụ thể. Với vài ngày chúng ta thấy là năng lực sản xuất và kinh doanh của công ty là 50.000 sản phẩm một năm. Giả sử hiện nay công ty đã sản xuất và bán được 40.000 sản phẩm một năm, như vậy năng lực 1.000 đổi lên như cái gì? 10.000. Với ví dụ đồng sách của chúng ta là mức sản xuất và nhu cầu tối đa 50.000 sản phẩm năm, nhưng hiện nay giả định là chỉ bán được 40.000 sản phẩm thôi. Như vậy 10.000 sản phẩm còn 1.000 nữa chúng ta chưa bán được, hoặc là chúng ta có khó khăn về thị trường. Giả sử có một khách hàng quen với đặt mua 10.000 sản phẩm về làm sản phẩm khuyến mãi quà tặng của công ty mình, nhân dịp lễ sắp tới họ mua cái đó về họ làm tặng quà, làm quà tặng cho công ty, và họ trả một sản phẩm với giá 39.000 đồng. Hiện nay mình bán 63, nhưng mình nói hồ sao bà mắc lắm, đã mua bán hết 10.000 sản phẩm tuần còn, mua với giá, trả với giá 39.000 đồng. Vậy nếu các chị chỉ tiếp cận các định giá trên phát toàn bộ, các anh chị có bán không ạ? Bán hay không các anh chị? Không bán. Vì sao vậy? Vì giá thành là chi phí nền của chúng ta. Chi phí nền đây là giá thành là 40. Bán tối thiểu nó cũng bằng gì các anh chị? Giá thành. Giá mà hạ thấp nhất người ta cho rằng cũng phải bằng giá thành, tức là giá 40 mới bán được. Nếu 39 là nghĩa là bán mỗi một sản phẩm công ty phải chịu lỗ 1.000 đồng chi phí sản xuất, chắc chắn họ sẽ không bán. Tuy nhiên nếu công ty tiếp cận cách định giá liên phát trực tiếp, có bán không các anh chị? Nếu công ty sử dụng cách định giá liên phát trực tiếp, công ty có bán không ạ? Có. Vì sao vậy các anh chị? Vì chi phí nền là 36, mỗi một sản phẩm nó bán với giá 39, chúng ta sẽ có chênh lệch giữa 39 với 36 là 3.000 đồng. 3.000 đồng có tên gọi là gì các chị? 3.000 đồng thì tên gọi của nó là gì các chị? Chi phí nền đây là gì? Tên của chi phí nền là gì? Biến phí đơn vị. Bán với giá 39 thì chênh lệch giữa giá bán với chi phí nền thì gọi tên nó là gì? Số dư đạm phí. Chứ là chỉ giá bán với biến phí là chi phí đạm phí. Như vậy bán một sản phẩm với giá 39.000 đồng thì công ty đã có được 3.000 đồng chi phí đạm phí. Mà bán thêm 10.000 sản phẩm, chúng ta nhân lên có 30.000 đồng chi phí đạm phí tăng thêm, và đó cũng chính là gì? Lợi nhuận tăng thêm. Vậy có bán không? Còn chắc chắn công ty sẽ bán. Như vậy cũng là hai cách tiếp cận giá bán và đưa ra hai quyết định khác nhau. Nếu xưa nay công ty chỉ biết cách định giá theo mắt toàn bộ thì họ cho rằng đó là quyết định đúng, họ không bán. Tuy nhiên nếu công ty cũng có sử dụng cách định giá trên phát trực tiếp thì họ cho rằng quyết định không bán là quyết định sai. Nếu bán, công ty có thêm được 30.000 đồng suy động phí, và đó cũng chính là lợi nhuận tăng thêm. Tại sao không bán?
Như vậy chúng ta thấy là hai cách định giá khác nhau cho ra hai phạm vi nộp về giá khác nhau. Vậy thì với ví dụ này chúng ta thấy là phạm vi nộp về giá cái phương pháp gì các chị? Trực tiếp. Nó rộng hơn phạm vi nộp về giá cái phương pháp toàn bộ. Ở đây là từ 40-63, còn đây là từ 36-63. Cho nên với ví dụ này chúng ta thấy là phạm vi nộp về giá cái phương pháp trực tiếp nó rộng hơn, nó lớn hơn phạm vi liên hợp về giá liên pháp toàn bộ. Thế thì sẽ có người thắc mắc về các trường hợp khác, liệu cái phạm vi liên hợp về giá liên pháp trực tiếp có luôn luôn rộng hơn không, hay là cái ví dụ này nó trùng hợp ngẫu nhiên? Nếu mà trong đại đa số các trường hợp phạm vi liên hợp về giá liên pháp trực tiếp nó luôn lớn hơn phạm vi liên hợp về giá liên pháp toàn bộ, thì người ta cho rằng cho những trường hợp đặc biệt nên sử dụng các định giá liên pháp trực tiếp. Vậy theo các chị, trong đa số các trường hợp liệu nó có giống gì không chị? Phạm vi liên hợp về giá liên pháp trực tiếp nó luôn rộng hơn pháp toàn bộ không? Và câu trả lời của chúng ta đó là thường xuyên xảy ra điều này. Đây là trường hợp phổ biến. Tại sao vậy? Tại sao cho rằng đây là trường hợp phổ biến? Bởi vì khi mà công ty muốn nâng cao chất lượng sản phẩm, muốn đứng vững trong cạnh tranh, thì công ty thường có xu hướng gì các chị? Đổi mới các thiết bị, sử dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến đổi mới các thiết bị. Vậy đổi mới các thiết bị để làm cái gì? Để làm gì các chị? Có phải người ta sử dụng các thiết bị tiên tiến hơn để người ta tiết kiệm những vật liệu tương lai để sản xuất không? Phải không các chị? Phải. Nếu không tiết kiệm nguyên liệu là tìm cách giao giảm số giờ lao động trực tiếp. Như vậy hai cái đó có làm cho chi phí đơn vị giảm không? Có. Đồng nghĩa với nó chi phí nền sẽ có xu hướng giảm. Và cũng đồng thời việc sử dụng khoa học kỹ thuật máy móc thiết bị hiện đại sẽ làm cái gì tăng nhiều các chị? Định phí tăng lên. Thì định phí tăng lên thì định phí nó nằm ở đâu? Trong giá thành. Và nó sẽ sao các chị? Giá thành có khả năng nó tăng nhiều. Cho nên khi mà chúng ta càng sử dụng nhiều cái phương tiện hiện đại trong sản xuất thì biến phí đơn vị nó có xu hướng giảm. Và biến phí nó có xu hướng giảm thì cái phạm vi hoặc về giá của nó sẽ giao rộng hơn. Cho nên trong thực tế đa số các trường hợp thì phạm vi hoặc về giá theo phương pháp trực tiếp thường rộng hơn phạm vi hoặc về giá theo phương pháp toàn bộ. Mà chính vì phạm vi nó rộng hơn cho nên ta cho rằng trong cái trường hợp đặc biệt để đưa ra quyết định đúng nên sử dụng cách định giá theo phương pháp trực tiếp để có được quyết định linh hoạt và đúng đắn. Thì trong các trường hợp đặc biệt nên sử dụng cách định giá theo phương pháp trực tiếp. Để có được quyết định linh hoạt và đúng đắn thì cho các trường hợp đặc biệt nên sử dụng phương pháp định giá trực tiếp. Nên sử dụng phương pháp định giá trực tiếp. Chỉ có nội dung này thôi các chị. Và định giá theo trường hợp đặc biệt không có gì khó cho chúng ta hết. Nói tóm lại, người ta sẽ gặp những trường hợp đặc biệt và như vậy các chị đừng quan tâm đến cách định giá theo pháp luật một. Nếu sản xuất kinh doanh bình thường định theo pháp nào cũng được, nhưng cho trường hợp đặc biệt thì chỉ nên sử dụng cách định giá theo pháp trực tiếp. Một nội dung nữa mà tôi giới thiệu cho các chị ngay từ đầu trong cái phần định giá thì trên cơ sở chi phí, đó là chúng ta nói đến chi phí rồi ảnh hưởng đến giá bán. Chi phí rồi ảnh hưởng đến giá bán. Thế thì chúng ta nói là cái khái niệm thế nào là chi phí rồi đó anh chị? Thế nào là chi phí rồi ạ? Chi phí cơ là gì? Lợi nhuận tiềm tàng bị mất đi, chúng ta lựa chọn phương án này hay là phương án khác. Và ở đây nếu định phí không thay đổi thì người ta thay cái từ lợi nhuận tiềm tàng bằng gì các chị? Số dư giảm phí. Trong cái định giá bán cho sản phẩm chuyển giao chúng ta có nói đến chi phí cơ không các chị? Có không? Có. Ở đây như vậy các chị, chi phí cơ sẽ ảnh hưởng đến giá bán. Như vậy trước nhất chúng ta xem thế nào là chi phí cơ này. Chi phí cơ ở đây chính là số dư giảm phí bị mất đi, chúng ta lựa chọn phương án này hay cho phương án khác. Chi phí cơ được hiểu là số dư giảm phí bị mất đi.
khi chúng ta chọn phương án này thay cho phương án khác, chọn phương án này thay cho phương án khác. Vậy thì tại sao cho rằng chi phí cơ hội ảnh hưởng đến giá bán vậy? Tại sao cho rằng chi phí cơ hội ảnh hưởng đến giá bán? Bởi vì chúng ta biết công thức của giá bán là các chị. Công thức của giá bán bằng gì? Chi phí đơn vị cộng chi gì? Cộng chi ạ? Định phí đơn vị cộng lợi nhuận đơn vị. Mà định phí cộng với lợi nhuận là gì? Suy dư nặng phí. Mà suy dư nặng phí bị mất đi đó chính là gì? Chi phí cơ hội. Cho nên chúng ta có thể hiểu rằng giá bán ở đây bằng biến phí đơn vị cộng cho gì? Chi phí cơ hội. Giá bán bằng biến phí đơn vị cộng chi phí cơ hội. Cộng chi phí cơ hội. Tại sao có công thức này thì tôi giải thích đó. Đúng ra quy định của nó giá bán bằng gì các chị? Biến đơn phí đơn vị cộng gì? Định phí đơn vị cộng gì? Lợi nhuận đơn vị. Mà định phí cộng với lợi nhuận gọi là gì? Số dư nặng phí. Vậy nếu chúng ta lựa chọn phương án này thay cho phương án khác, ta mất đi suy nghĩ nặng phí thì đồng nghĩa với nó, chúng ta thấy đó là chi phí cơ hội của phương án kia. Chúng ta sẽ theo dõi ví dụ trong sách để các anh chị dễ về nhà dễ theo dõi, dễ xem xét hơn. Trang 239, ví dụ 78 anh chị. Cái này người ta tính sẵn cho mình, cho nên các anh chị thấy rằng cái việc theo dõi có vẻ nhàn nhã quá, nhưng mà đến khi tính thì nó không có đơn giản, cho nên làm ơn tôi giải thích thì chú ý dùm nha. Có nhiều lớp tôi cho cái đề diễn ra về chi phí cơ hội khác số này, cái nó làm đúng lắm mà tôi cũng hiểu sao. Tại trên lớp tôi cũng giải thích rất là chậm mà, nhưng do tôi nói nhiều quá cho nên các anh chị nghe khổ, các anh chị phân tập. Thật ra thì nó không có khó, nhưng mà chú ý lên kẹt. Đừng có nghĩ rằng cô giải thích thì cứ nghe bên này cho nó chạy qua bên kia nha. Cái đề thi thì rất hay là có cái chuyện về chi phí cơ hội ảnh hưởng đến giá bán. Ví dụ 7.8 nè, mặc dù thông tin có trong sách rồi nhưng mà tôi cố tình tôi giải thích làm cho các chị nắm nó dễ hơn ha. Ví dụ này là nói về trường hợp công ty này sản xuất 5 mặt hàng các chị. Tên của 5 mặt hàng là gì? Áo sơ mi, áo đầm, váy, áo trắng và quần tây. Họ sản xuất 5 mặt hàng này. Và những thông tin liên quan đến việc sản xuất 5 mặt hàng được cho ở túi ra nè. Giá bán một sản phẩm như thế nào nè, biến phí đơn vị nè, từ đó có được số dư nặng phí đơn vị. Thời gian cần thiết để sản xuất một sản phẩm là bao nhiêu giờ máy người ta cho luôn. Từ đó người ta tính số dư nặng phí một giờ máy. Đây tôi lấy dụ áp sơ mi là các chị. Giá bán 50, biến phí đơn vị 40 thì số dư nặng phí đơn vị là 10. Và để sản xuất một cái áo sơ mi mất 0-4 giờ máy. Về người ta lấy 10 chia cho 0-4 thì được 25. Đó là số dư nặng phí trên 1 giờ máy khi sản xuất áo sơ mi. Đúng không ạ? Tương tự tôi giải thích bộ váy các chị. Giá bán là 90, biến phí đơn vị là 68. Do vậy số dư nặng phí cho một cái váy là 22. Và để sản xuất một cái váy mất 0-5 giờ máy. Vì lấy 22 chia 0.5 thì chúng ta có được 44. Điều đó có nghĩa là gì các chị? 1 giờ máy để sản xuất váy mang lại 44.000 đồng suy nghĩ làm phí. Những con số nó là như vậy ha. Rồi, lần qua trang 240 nè. Để tối đa hóa lợi nhuận thì hiện nay công ty đã sử dụng hết năng lực sản xuất 23.800 đồng máy. Ở dưới cái bảng các anh chị coi đó, biết rằng năng lực sản xuất của đa công ty là 23.800 giờ máy. Thì để tối đa hóa lợi nhuận, người ta trình bày cái bảng trên là kết quả để chúng ta thấy rằng công ty đã sử dụng hết 23.800 giờ máy. Để làm gì? Để cung cấp sản phẩm theo đơn đặt hàng và để bán ra thị trường. Vậy nếu cung cấp theo đơn đặt hàng thì công ty đã bán 5.000 cái vai áo cánh, tương ứng là 2.000 giờ máy. Quần tay 4.000 cái, tương ứng đã sử dụng 2.000 giờ. Áo đầm 2.000 cái, tương ứng 1.600 giờ máy đã sử dụng. Váy 6.000, tương ứng 3.000 giờ máy đã sử dụng. Áo sơ mi 6.000 cái và tương ứng 2.400 giờ máy. Như vậy tổng 5 mặt hàng này cung cấp theo đơn đặt hàng, công ty đã sử dụng 11.000 giờ máy. 11.000 giờ máy. Tiếp tục theo bán ra thị trường thì sử dụng như thế nào? Nếu bán ra thị trường, công ty đã bán 10.000 áo cánh, tương ứng đã sử dụng 4.000 giờ máy. 5.000 cái quần tây,
tương ứng 2.500 giờ máy, 6.000 áo đầm tương ứng 4.800 giờ máy, 3.000 cái váy tương ứng 1.500 giờ máy, và hiện nay áo sơ mi chưa được bán trên thị trường. Bởi vì 4 mặt hàng trên tổng số giờ máy đã là 12.800. Theo đơn đặt hàng 11.000, theo bán trên thị trường, theo nhu cầu thị trường 12.800, hiện nay công ty đã sử dụng hết 23.800 giờ máy để bán. Và lưu ý là trên thị trường chưa có bán áo bán ra áo sơ mi. Rồi, từ đó người ta mới đưa ra cái tình huống phát sinh này. Giả sử có một khách hàng mới chưa có trong danh mục khách hàng của công ty muốn mua 2.000 cái áo sơ mi và sẵn sàng trả giá cao hơn 50.000 đồng một cái. Hiện nay trên đề bài áo sơ mi đang bán ở thị trường 50.000 đồng trái. Và có khách hàng người ta rất chuộng áo sơ mi của công ty và ta cho rằng sẵn sàng trả giá cao hơn 50.000 mà họ đặt mua 2.000 cái áo sơ mi. Vậy vấn đề đặt ra là công ty phải bán 2.000 áo sơ mi giá bao nhiêu? Bán cái giá bao nhiêu? Để tối thiểu là bao nhiêu để có thể có được lợi nhuận cho đơn đặt hàng đặc biệt này? Thế nào là đơn đặt hàng đặc biệt các chị? Chúng ta thấy rằng đặt có 1 lần, 2.000 cái. Vậy thì trong trường hợp này công ty sẽ định giá bán như thế nào? Thứ nhất chúng ta xem là công ty hết năng lực sản xuất rồi các chị, 23.800 đã dùng hết. Vậy nếu công ty nhận đơn đặt hàng 2.000 cái này, công ty còn cần thêm bao nhiêu giờ máy? Cần thêm bao nhiêu giờ máy? Chúng ta xem 2.000 áo sơ mi, 2.000 áo sơ mi cần bao nhiêu giờ máy các chị? 800. Bởi vì mỗi một áo sơ mi bao nhiêu giờ? Không, hơn 4 giờ. Vậy chúng ta sẽ có là 800 giờ. Để sản xuất 2.000 cái áo sơ mi, công ty phải có 800 giờ. Nhưng mà hiện nay có còn nào không? Không, còn không còn nào. Không thì sao các chị? Tôi giải thích cho các chị hiểu chứ cái này trong sách đã có tính hết rồi. Dạ. Bây giờ nếu muốn dành 800 giờ để sản xuất cái áo sơ mi cho đơn đặt hàng mới, công ty phải sao? Giảm cái năng lực hiện tại của mình. Theo các chị giảm cái tốt nhất là giảm cái xấu nhất. Xấu nhất. Giảm là phải giảm cái xấu nhất. Vậy tốt hay xấu chúng ta coi thông tin từ trang 239 các chị. Rồi, thế nào là tốt, thế nào là xấu? Chúng ta thấy nào, một giờ máy để sản xuất áo đầm mang lại bao nhiêu ngàn đồng dưới đóng phí? 60.000 đồng dưới đóng phí. Một giờ máy sản xuất váy mang lại 44.000 đồng dưới đóng phí. Một giờ máy để sản xuất áo cánh mang lại 90.000 đồng dưới đóng phí. Và túi quần tay 74.000 dưới đóng phí. Vậy thì hy sinh thế nào các chị? Vậy có ai thắc mắc sao hy sinh áo sơ mi không? Không, mà đang tính cho nó mà bắt giảm nữa là sao? Cho nên bỏ cái đó đi nha. Vậy trong 4 mặt hàng còn lại thì sản xuất váy được cho là kết quả xấu nhất. Thì giờ sao? Phải hy sinh. Hy sinh đúng không ạ? Vậy thì khi chúng ta hy sinh thì chúng ta sẽ tính như thế nào? Đây các chị, chúng ta phải hy sinh váy. Bởi vì số dư đặt phí trên một giờ máy của váy là thấp nhất, tức là 44.000 đồng trên giờ. Trên 44.000 số dư đặt phí trên một giờ máy. Vậy thì 800 giờ, có ạ, 800 giờ. Công ty cần 800 giờ kìa, thì bây giờ phải sao? Hy sinh 800 giờ sản xuất váy. Mà một giờ máy để sản xuất váy có số dư đặt phí là nhiêu? 44. Vậy chúng ta lấy 800 giờ nhân 44 ra 35.200. Vậy tên của 35.200 là gì các chị? Là chi phí cần, đúng không ạ? Chính là gì? Tổng số dư đặt phí bị mất đi. Chính là gì? Chi phí cần. Số dư của doanh nghiệp, số dư đặt phí của doanh nghiệp giảm 80 giờ nhân với 44 ra 35.200. Đó chính là số dư đặt phí bị mất khi chúng ta sản xuất cái gì? 2.000 cái áo sơ mi. Phải giảm 800 giờ sản xuất váy tương ứng 35.200 để đáp ứng được 2.000 cái áo sơ mi cho đơn đặt hàng đặc biệt. Vậy 35.200 này chính là gì? Chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội. Và từ đó chúng ta sẽ có
chi phí cơ hội cho một cái áo sơ mi tôi lấy 35.200 chia cho 2.000 nha, chia cho số lượng của đơn đặt hàng đặc biệt đó các anh chị. 35.200 là tổng chi phí cơ hội bị mất cho đơn đặt hàng đặc biệt 2.000 sản phẩm. Vậy chia cho 2.000 sản phẩm thì chúng ta sẽ có chi phí cơ hội cho một đơn vị sản phẩm là nhiêu? 17.6. Chi phí cơ hội là 17.6. Vậy chúng ta có công thức giá bán bằng gì các anh chị? Bằng gì à? Biến phí đơn vị cộng với chi phí cơ hội. Và giá bán của chúng ta biến phí đơn vị là 40, chi phí cơ hội 17.6 và giá bán thấp nhất của chúng ta trong trường hợp là nhiêu? 57.6. 57.6. Có gì khó không các anh chị? Không, không ạ, không có gì khó với chúng ta hết. Vậy nhớ giùm tôi ha, khi chúng ta hy sinh cái năng lực hiện hữu để chúng ta đáp ứng cho đơn đặt hàng đặc biệt thì phải hy sinh cái kết quả nào xấu nhất của mình. Nhớ giùm tôi điều đó các anh chị. Tại có lúc các anh chị có cái tốt nhất và cái xấu nhất. Ưu tiên thì ưu tiên làm, còn cái tốt nhất mà hy sinh thì hy sinh cái gì? Xấu nhất. Chúng ta lưu ý điều đó để chúng ta có thể có được những kết quả tính toán hợp lý. Vậy chúng ta thấy rằng trong trường hợp này chi phí cơ hội là 17.6, nó ảnh hưởng tới giá bán. Bình thường sơ mi bán với giá nhiêu? 50. Cho đơn đặt hàng này bán giá như các chị 57.6, thấp nhất là 57.6, chứ không phải là nói là 57.6 nhưng mà thấp nhất, giá bán thấp nhất cho đơn đặt hàng 57.6 thì không tiền không thôi. Vậy với ví dụ này chúng ta sẽ thấy rằng chi phí cơ hội luôn ảnh hưởng đến các quyết định về giá bán trên đơn vị. Được chưa ạ? Và nội dung cuối cùng của chương này chúng ta định giá bán theo chi phí một tiền. Định giá bán theo chi phí một tiền. Gọi là chi phí mục tiêu đơn vị. Và thực sự việc định giá bán chi phí mục tiêu được hiểu là gì này? Được hiểu là gì này? Chúng ta nói đến khái niệm về chi phí mục tiêu. Chi phí mục tiêu là chi phí mà doanh nghiệp sao các chị hướng đến. Chi phí mục tiêu là chi phí mà doanh nghiệp hướng đến sao cho giá bán có thể được chấp nhận trên thị trường. Sao cho giá bán có thể được chấp nhận trên thị trường. Tức là họ hướng tới một cái chi phí quyết định nào đó, sao cho thỏa mãn được giá bán theo yêu cầu của thị trường. Người ta gọi đó là chi phí một tiền. Chi phí mà doanh nghiệp hướng tới, sao cho giá bán được thị trường chấp nhận. Nghe có vẻ kỳ kỳ không các chị? Nhưng thật sự định giá cho chi phí mục tiêu không phải phục vụ cho việc định giá mà phục vụ cho việc quản trị chi phí. Thực chất việc định giá cho chi phí mục tiêu, thực chất việc định giá cho chi phí theo chi phí mục tiêu lại chú trọng đến việc quản trị chi phí hơn là xác định giá bán. Phục vụ cho việc quản trị chi phí hơn là xác định giá bán. Thì các anh chị thấy hồi nãy cái khái niệm chi phí mục tiêu thì các anh chị hiểu rồi. Định giá cho chi phí mục tiêu là định giá hướng đến cái chi phí sao cho giá được thị trường chấp nhận. Điều đó có nghĩa là giá có chưa? Có rồi. Người ta chỉ trên cơ sở giá đó người ta tính ngược lại, như vậy với giá bán và thị trường chấp nhận đó thì chi phí mục tiêu là bao nhiêu. Do vậy trên thực tế người ta gọi đây là quản trị chi phí, không phải là định giá bán. Như vậy cho nên chúng ta có thể hiểu rằng chi phí mục tiêu là sẽ bằng giá bán mục tiêu trừ đi cho lợi nhuận mong muốn. Giá bán mục tiêu trừ lợi nhuận mong muốn. Điều này nó sẽ xảy ra cho những trường hợp mà doanh nghiệp nhỏ có thị phần không đáng kể, không làm chủ thị trường, thì người ta dùng cách này để người ta quản trị chi phí và người ta định giá bán đó các anh chị.
Còn cái định giá mà nãy giờ chúng ta nói đó, xác định chi phí nền, tỷ lệ số tiền tăng thêm, tính số tiền tăng thêm, tính giá bán, là chúng ta nói đến những công ty lớn làm chủ thị trường. Mỗi một sự vụ thay đổi về chi phí của các công ty đó có thể làm giá bán thay đổi và luôn được thị trường dễ dàng có thể. Thì chúng ta định giá bằng phương pháp cơ hội bất cần thiết. Tuy nhiên có những doanh nghiệp mới, những doanh nghiệp nhỏ, sản phẩm thì không có gì mới lạ so với thị trường. Sản phẩm mới ra nó cũng đang ná, có giống như một số các sản phẩm có tính năng tương đương với thị trường. Thì trong trường hợp đó người ta cho rằng giá bán xem như đã có sẵn, giá bán xem như đã có sẵn. Bởi vì sản phẩm mình sắp đưa ra thị trường nó có tính năng tương đương với một số sản phẩm trên thị trường, vậy đồng nghĩa với nó giá bán đã được thị trường gợi ý sẵn. Vậy công việc của những nhà quản lý ở đây là xem thử mình có thể đáp ứng được cái nhu cầu bán sản phẩm với giá đó hay không. Buộc họ phải tính ngược lại, lợi nhuận mong muốn khi tôi sản xuất một sản phẩm là 20.000 đồng, vậy giá bán hiện nay của sản phẩm tương đương thị trường là 80.000 đồng, vậy tôi lấy 80.000 đồng tôi trừ lại lợi nhuận mong muốn 20.000 đồng. Vậy vấn đề đặt ra chi phí mục tiêu mà công ty hướng đến cho sản xuất một sản phẩm là nhiêu? 60.000. Thì người ta gọi là định giá cái chi phí mục tiêu, nhưng mà thực chất giá có sẵn, hướng đến việc làm sao để chi phí của mình nó nằm trọn trong cái chi phí mà mình tính đến. Cho nên ta gọi là định giá cái chi phí mục tiêu, mà thực sự không phải là định giá mà là quản trị chi phí. Vậy thì chúng ta có thể hiểu như thế nào, có thể diễn giải điều này như thế nào các chị? Giá bán có sẵn rồi, không phải tiền giá nữa. Vậy tiền phí gì vậy? Tiền chi phí phải để công ty hướng lên gọi là chi phí mục tiêu. Vậy trong trường hợp này, nếu mà chúng ta lấy giá bán mục tiêu là có sẵn trên thị trường trừ những cái lợi nhuận mong muốn để có được chi phí mục tiêu, nếu mà chi phí sản xuất sắp tới, chi phí dự kiến của doanh nghiệp bằng còn thấp hơn chi phí mục tiêu, thì doanh nghiệp sẽ sản xuất được và bán, sẽ sản xuất được và sẽ bán được. Chi phí mục tiêu thấp, chi phí dự kiến của doanh nghiệp thấp hơn hoặc bằng chi phí mục tiêu, thì đương nhiên việc sản xuất sản phẩm sẽ có thể thực hiện được. Và trường hợp thứ hai, nếu chi phí sản xuất dự kiến cao hơn chi phí mục tiêu, thì doanh nghiệp phải có biện pháp gì? Cắt giảm chi phí, chứ không phải là có biện pháp tăng giá bán, không phải. Phải có biện pháp cắt giảm chi phí. Cho nên từ trên cơ sở này chúng ta mới thấy đây là nó phục vụ cho việc gì? Kiểm soát chi phí, quản trị chi phí, chứ không phải đi tìm một cái giá bán mới đây. Không phải đi tìm một cái giá bán mới. Bởi vì giá bán có sẵn trên thị trường rồi. Mình đưa ra giá bán mới cao hơn mình không bán được. Mình đưa ra giá bán mới thấp hơn mình đi xin chi phí thì cũng có thể bị những cái công ty lớn họ có những cái đấu pháp nhất định, họ làm chết không kịp họ. Do vậy cho nên trong trường hợp này không phải đưa ra một giá bán mới, mà nếu chi phí sản xuất của doanh nghiệp lớn hơn cái chi phí mục tiêu thì phải có biện pháp tiết giảm chi phí để nằm ở trong chi phí mục tiêu để có thể bán được cái giá thị trường đã được chấp nhận. Thì đó người ta gọi là định giá hay chi phí mục tiêu. Tôi hay gọi đây là định giá ngược, anh chị, định giá ngược. Có nghĩa là giá bán có sẵn, mình định ra cái gì, chi phí mình phải đạt. Còn theo phương pháp toàn bộ và phát trực tiếp là từ chi phí mình có để mình đưa ra giá bán. Tại sao người ta làm được cái gì các chị? Bởi vì đó là những công ty lớn, thị phần lớn, thì dễ dàng mua một sự thay đổi của họ được thị trường dễ dàng chấp nhận hơn. Thì gọi là định giá ngược, còn là định giá ngược, có giá bán tính ngược lại chi phí. Chi phí quá cao thì phải làm sao kiểm soát cho chi phí nó thấp xuống. Thì đó là định giá cho chi phí mục tiêu. Chúng ta có ví dụ để chúng ta xem xét nào. Ví dụ 7.9 trang 242 các chị. Công ty H dự định sẽ sản xuất sản phẩm C. Dự định sản xuất sản phẩm C có tài liệu dự kiến như sau. Đơn vị tính là 1.000 đồng. Mức sản xuất biên độ mỗi năm 100.000 sản phẩm, tài sản được đầu tư 20 triệu. Biến phí nguyên liệu trực tiếp của sản phẩm là 200, biến phí nhân công trực tiếp của sản phẩm là 60, biến phí sản xuất chung mỗi sản phẩm là 100, biến phí bán hàng và lý doanh nghiệp mỗi sản phẩm là 40, định phí sản xuất chung 1 năm là 4.5 triệu, định phí bán hàng và lý 1 năm là 1.5 triệu. Xác và có điện thừa các chị bỏ 4 con số con thì tôi ăn. Định phí bán hàng và lý doanh nghiệp 1 năm là 1.5 triệu. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư 10%. Và cái điểm quan trọng chúng ta xem,
giá bán một sản phẩm trên thị trường là 460. Như vậy sản phẩm tương đương đã được bán trên thị trường và giá của nó là 460. Yêu cầu nếu công ty bán bằng giá trên thị trường, giả sử biến phí không tiết kiệm được, muốn đạt mức hoàn vốn mong muốn như dự kiến, công ty phải xây dựng chi phí mục tiêu thế nào và thay đổi chi phí nào. Vấn đề đặt ra nếu muốn bán bằng giá trên thị trường và biến phí không tiết kiệm được thì phải có được chi phí mục tiêu là bao nhiêu, và muốn đạt được chi phí mục tiêu đó thì phải thay đổi chi phí nào. Vậy tính toán của chúng ta cũng khá là đơn giản. Trước nhất chúng ta xác định chi phí mục tiêu này. Giá bán đã có sẵn trên thị trường chấp nhận giá 460. Mức hoàn vốn mong muốn hay còn gọi là lợi nhuận mong muốn cho một đơn vị sản phẩm được tính trên cơ sở này. Tài sản đầu tư là nhiều. Tài sản đầu tư như các chị 20 triệu. Nhân cái gì? ROI mong muốn là nhiêu? 10%. Như vậy lợi nhuận mong muốn là 2 triệu. Chi cho số lượng sản phẩm dự kiến sản xuất tiêu thụ 100.000, dự tính lợi nhuận mong muốn cho một sản phẩm là 20. Từ đó chúng ta lấy 460 trừ 20 chúng ta có 440. Vậy 440 là gì? Chi phí mục tiêu cho một sản phẩm 440. Và dự kiến sản xuất bán 100.000 sản phẩm, tổng chi phí mục tiêu 44 triệu. Tổng chi phí mục tiêu 44 triệu. Biến phí không tiết kiệm được, đề bài cho biến phí cho một đơn vị sản phẩm là nhiêu các chị? Là nhiêu ạ? 200. Biến phí nguyên liệu, biến phí nhân công là 60, biến phí giải thuốc chung 100, biến phí bán hàng quản lý. Như vậy biến phí đơn vị đây là 400. Cho một đơn vị sản phẩm là biến phí 400. Và chúng ta thấy là nhân lên 100.000 sản phẩm thì tổng biến phí không tiết kiệm được là 40 triệu. Cho nên các chị có thể mở ngoặc tổng biến phí không tiết kiệm được là 100 nhân cho 400 thôi nhỉ? 100.000 nhân cho 400. 400 là biến phí đơn vị đó. 100.000 nhân cho 400 thì tổng biến phí không tiết kiệm được là 40 triệu. Và nãy chúng ta có tổng chi phí mục tiêu là 44 triệu. Như vậy thì định phí chúng ta chỉ cho phép là như các chị 4 triệu mà thôi. Định phí mục tiêu của chúng ta là 4 triệu. Mà hiện nay tổng định phí là nhiêu? 6 triệu. 4 triệu rưỡi, còn 1 triệu rưỡi là 6 triệu. Vậy thì suy ra định phí phải tiết kiệm như các chị 2 triệu. Định phí phải tiết kiệm 2 triệu. Vì vấn đề định giá bán ở đây dễ hay khó? Dễ. Và có phải tính giá bán mới không các chị? Không. Mà là gì tính gì? Chi phí. Cho nên người ta nói thực chất của việc định giá cho chi phí mục tiêu là phục vụ cho việc quản trị chi phí. Từ giá bán sẽ tính ngược lại chi phí các chị. Chuyển sang ra nó là gì? Và lý thuyết của chương này tôi dừng ở đây. Ha, chúng ta chuyển qua bài tập. Chúng ta bắt đầu từ bài 2 các chị. Bài 2, bài 3, bài 8, bài 9, bài 10, bài 11. Thì bài số 8 các chị sửa đề thì tôi trong quá trình thi nó bị nhầm lẫn, nó sai gì đó không biết không? Các chị sửa lại thì tôi luôn à. Bài số 8 không? Công ty Y sản xuất sản phẩm A có tài liệu của năm 98 đơn vị tính là 1.000 đồng. À, tổng giá vốn 30 triệu các chị thấy không ạ? Gồm có quy định trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung rồi. Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp các chị sửa lại thì tôi là 20 triệu. Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 20 triệu các chị. Lợi nhuận hoạt động trước thuế 10 triệu. Lợi nhuận hoạt động trước thuế 10 triệu. Rồi, chúng ta sửa cái đó thôi. Công ty B sản xuất và kinh doanh một loại sản phẩm.
HIV sản xuất kinh doanh một loại sản phẩm S. Kinh doanh sản phẩm S. Năng lực sản xuất tối đa 50.000 sản phẩm S trên năm. Năng lực sản xuất tối đa 50.000 sản phẩm S trên năm. Có tài liệu dự kiến. Có tài liệu dự kiến tại mức này như sao? Tài liệu dự kiến tại mức này như sao? Rồi, mở ngoặc đơn vị tính. Mở ngoặc đơn vị tính 1.000 đồng, đóng ngoặc lại. Gạch đầu dòng thứ nhất, chi phí của vật liệu trực tiếp 2 triệu. Tức là số 2 và 6 số 0. Chứ không phải là tự nhiên mà cắt bớt nha. Tôi đọc là 2 triệu, chứ không phải là 2 triệu đồng nha. Đọc sao biết chuyện các chị nha. Chi phí của vật liệu trực tiếp 2 triệu. Là tờ dòng thứ hai, chi phí nhân công thực tế 1 triệu. Là tờ dòng thứ ba, chi phí sản xuất chung 1.500.000. 1.500.000 mở ngoặc, trong đó định phí là 500.000. Trong đó định phí là 500.000 đóng ngoặc. Xuống dòng là tờ dòng tiếp, chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp. Phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 2.500.000. 2.500.000 mở ngoặc, trong đó định phí là 1 triệu. Định phí là 1 triệu đóng ngoặc lại. Các đầu dòng tiếp, tài sản hoạt động bình quân 10 triệu. Tài sản hoạt động bình quân 10 triệu. ROI mong muốn 10%. Đó là mua 10%. Yêu cầu thứ nhất, tính tỷ lệ số tiền tăng thêm. Tính tỷ lệ số tiền tăng thêm và là phiếu định giá cho sản phẩm biết theo hai phương pháp toàn bộ và trực tiếp. Là phiếu định giá cho sản phẩm biết theo hai phương pháp toàn bộ và trực tiếp. Yêu cầu thứ hai, công ty dự kiến chỉ tiêu thụ được 45.000 sản phẩm trên năm. Dự kiến chỉ tiêu thụ được 45.000 sản phẩm trên năm. Dạ. Có khách hàng mới đề nghị mua 8.000 sản phẩm hết. Có khách hàng mới đề nghị mua 8.000 sản phẩm hết. Với giá 150. Với giá 150, đơn vị tính là 1.000 đồng trên sản phẩm. 1.000 đồng trên sản phẩm. Đó. Biết rằng để thực hiện đơn hàng này, biết rằng để thực hiện đơn hàng này, công ty tốn thêm chi phí vận chuyển. Công ty tốn thêm chi phí vận chuyển 40.000. 40.000 mở ngoặc đóng ngoặc 1.000 đồng. Tức là đơn vị tính là 1.000 đồng, 40.000, 1.000 đồng. Đồng thời phải thay đổi bao bì. Đồng thời phải thay đổi bao bì. Và tốn thêm. Phải thay đổi bao bì và tốn thêm 5. Đơn vị tính là 1.000 đồng trên sản phẩm. Tốn thêm 5.000 đồng trên sản phẩm. Theo bạn, công ty nên nhận đơn đặc biệt này không? Tại sao? Nên nhận đơn đặc biệt này không? Tại sao? Rồi. Chấm hết. Và thời gian chúng ta còn thì tôi sẽ sửa yêu cầu thứ nhất của bài này. Yêu cầu thứ hai các chị nhìn lại, sửa yêu cầu thứ nhất của bài bổ sung. Yêu cầu hai về nhà làm hôm sau sửa. Yêu cầu thứ nhất, tính tỷ lệ số tiền tăng thêm, lập quyết định giá bán cho sản phẩm biết theo anh. Các bạn chú ý làm nha.
nha. Ở đây ta cho tổng chi phí nguyên liệu là 2 triệu, chi phí nhân công trực tiếp là 1 triệu. Ở đâu mới ra là 40, 20, 30, các bạn mới mở ngoặc giải thích chứ sao mà tự nhiên xuất hiện được. Đúng không ạ? Cho nên làm hơn rồi là dễ, bắt buộc ai cũng phải làm được hết không? Tôi đọc lên ha, để chúng ta xem. Theo phương pháp toàn bộ chi phí là 90, tỷ lệ số tiền ăn tên là 77, hết 77%. Số tiền ăn tên là 70, vậy giá bán thì là 90, còn 70 ra 160. Phương pháp trực tiếp chi phí nền 110, tỷ lệ số tiền tăng thêm 45%, cho nên số tiền tăng thêm là 50, và giá bán 110 cộng 50 bằng 160, đúng không các chị? Đúng rồi, không có gì khó, chỉ khác công thức ra thôi. Chúng ta phải làm nhanh những cái trường hợp dễ như thế này, không có suy nghĩ gì nhiều không ạ? À? Câu thứ hai mới là câu đáng để chúng ta suy nghĩ, thì các anh chị về nhà, các anh chị làm sao chúng ta sửa qua. Rồi, chúng ta dừng ở đây, tên của bạn ạ. À.